Phật tử của Thiền Tông thì ba con vì cái nhiệm vụ là con trưởng của dòng tộc nên không thể theo được. Thì con hỏi thầy là nếu như con đem bài dặn dò và công thức giải thoát về để cho ba con đọc thì sau này ba con khi xả bỏ sắc thân ba con có thể giải thoát được không ạ? Thì thầy giải thích giúp con ạ. À, được, với điều kiện là con đường về Phật giới phải cho rõ, thứ hai phải có công đức. Chứ còn nếu mà nói đúng ra đó, về Phật giới là lơ mơ chết á. Bởi vì đi ra ngoài, vừa mình thoát ra ngoài cái quy luật nhân quả là thì mấy ông thánh không có tha mình đâu, ông dụ đủ kiểu á. À, muốn thoát ra quy luật này phải thoát, phải làm sao thoát được ra cái hiện tượng của thế giới này, gọi là thế giới vật lý, khó thoát ra. Chỉ người nào mà tu Thiền Tông mà chuẩn mực nhất thì mới mong thoát ra được. Còn bằng không, mình mà ra yếu yếu á, thì ổng, mình phải có chừng ổng, có chừng ổng bôi á, ổng bôi cái công đức của mình á. Nếu mình có, ổng chẳng bôi được. Thành ra cái con người mà muốn vững vàng để đi ra cái thế giới vật lý này, trước nhất anh phải là Phật tử Thiền Tông, rồi tới Phật gia Thiền Tông, thì mặt mai hai cái này nó sẽ bảo vệ anh. Còn nếu một người bình thường đi solo mà mình khó thoát ra được mấy ông thánh lắm, ông thánh sẽ giữ mình lại. Khi mà mình có Phật tử Thiền Tông hoặc là Phật gia Thiền Tông thì thần Kim Cang sẽ bảo vệ mình. Thần Kim Cang có nhiệm vụ phải bảo vệ chánh pháp Thiền Tông này, còn mình không có này ông không bảo vệ. Giống như anh có cái sắc phục của cái cơ quan nào đó thì cơ quan nó sẽ bảo vệ anh, chứ một người dân bình thường người ta không bảo vệ đâu. Thì cái này thì nói đúng là cũng tốt thôi, thì cái đó là tùy, muốn về thì phải làm đúng thủ tục, còn không muốn về thì theo cái ý của mình. Ý của mình là ý thế giới vật lý này, nội mà cái dòng tộc không cho mình về luôn, chứ đừng có nói chi mà mấy ông thánh. Muốn thoát ra cái này nó khổ nhất dòng tộc và mấy ông thánh, chứ ngoài ra không có ai, không ai phá mình đâu. Dòng tộc không muốn cho mình. Thường thường mấy cái người mà trưởng dòng tộc chết về sau nó sẽ đầu thai lại làm trưởng dòng tộc đi, nghe không? Còn đọc cho biết vậy thôi, còn nếu mấy thì cứ luân hồi tiếp đợi 10.000 năm sau trở lại gặp cái gì đi về thôi, không muộn. Thì bây giờ nói có thể là người bình thường nhưng mà đừng phụ trách cái gì thì về được. Còn nếu phụ trách trưởng dòng tộc, bắt buộc trưởng dòng tộc, bởi vì nên nhớ nguyên tắc đó, có chức vụ gì ở thế gian này là cái chức vụ nó kéo mình đó. Cái đó là thử thách nhất từ trong gia đình. Còn thử thách thứ hai là mấy ông thánh muốn thoát ra quy luật này không được đâu. Quy luật này là nói xin lỗi ra là luật sắt, chứ không phải đơn giản đâu. Nghe không? Thành ra thì đọc hiểu thì thôi, nhưng mà bây giờ cũng không cần muộn. Nếu là lớn đó thì muốn ấy thì nên gia nhập. Ta không, mình gia nhập không tốn một đồng nào hết, chứ không phải đây để gia nhập để mà đòi tiền rồi bạc, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà bởi vì mình muốn, bởi vì nó là tất cả mình xả toàn bộ thế giới không dính bất cứ cái gì thì mới về Phật giới được. Còn đang còn dính nó xin lỗi đó. Anh tu anh dính cái chùa là anh không có giải thoát được luôn đó, chứ đừng có nói. Rồi tính một cái chức vụ của mình, nên nhớ rằng ba mươi mấy ông tổ không nào có chức vụ mà, chỉ là một tổ tiếp nối dòng Thiền Tông thôi, không có chức vụ gì hết. Nên nhớ rằng, nếu mà có chức vụ nó dính vô à. Bây giờ hỏi tôi sẽ nói từ từ, tôi nói sẽ rõ ràng hơn chút. Nhưng mà dù nói có rõ thì cũng phải bỏ giấu bớt một số, người ta không chịu nổi cái này đâu. Thiền Tông nó ra đời nó phá tất cả những cái gì mà thế giới này bày ra để dính, thấy không? Thì con hỏi vậy chú trả lời con rồi, tùy theo ba con muốn về Phật giới thì phải đúng theo quy luật của nó Thiền Tông, còn không muốn về thì ở đây vì cái chức vụ mà trưởng dòng tộc mình không bỏ nổi thì làm sao mà ông thần quản lý mình cho mình ra được. Có công đức bao nhiêu vẫn bôi hết,
tất cả những gì mà thế giới này có, mình bám đây thì không khi nào cái công đức mình nó sáng được đâu. Ông thần có nhiệm vụ phải bỏ, ông thần có nhiệm vụ phải là bồi hết để cho ở lại, ở lại giữ chức vụ mà. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn ạ. Như vậy con xin hỏi câu thứ hai. Là người Phật tử thiền tông như tụi con, trên con đường cầu đạo giải thoát, từ nay về sau tụi con sống và làm như thế nào để trong khi xả bỏ sát thân tụi con về đi về một cách trọn vẹn ạ? Xin thầy chỉ cho tụi con ạ. Ở trong 10 quyển sách ta đã nói rất rõ rồi. Có mình bây giờ mình làm cái gì cứ làm nấy thôi. Hồi xưa đó mình dùng cái tánh người để mình làm cái chuyện đó, bây giờ mình đã nhớ là tánh người sử dụng đúng lúc thôi. Chứ còn bây giờ đó, bởi vì thiền tông nó không, nó dẹp ba cái mê tín gì đó, ba cái vụ cầu sinh cũng lại thì con rất khỏe rồi. Chứ ngày xưa đó người ta không hiểu cái này, con đi đâu cũng cúng lại, cũng cúng cũng cầu cũng sinh, ngồi thiền hay này cái đó. Bây giờ nó dẹp hết mà, thiền tông nó dẹp trắng hết, chỉ việc nhà lo việc nhà, có quốc gia mà có lâm nguy thì đứng ra cứu, có vậy thôi. Rồi làng xóm cũng vậy, có gì thì mình giúp đỡ. Bởi vì cái thiền tông nó bắt đầu quay trở lại làm một con người chân chính. Còn ngày xưa người ta không hiểu là dùng cái con người yếm thế, cái người quỷ mị, đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng xá, đụng đâu cũng cầu. Bây giờ con người thiền tông đứng vững đi, không cầu xin bất cứ ai, kể cả ông Thích Ca cũng không cầu ổng nữa, mà chỉ ông Thích Ca là chỉ có cám ơn ổng thôi. Như Lai để lại pháp môn thiền tông để dạy của chúng con về, trở về Phật giới thôi, cảm ơn vậy thôi. Chứ nhớ đừng có dùng cái quỳ lỵ hay là kia, nó sai. Bởi vì ổng bảo là trong kinh Kim Cang đừng có lại ai, mà tại sao nếu mà mình lại ổng được, nhưng mà bây giờ cảm ơn ổng thì được, phải đúng vậy. Con phải hiểu cái nguyên tắc này, thấy không? Thì bây giờ thiền tông nó không cho con làm mê tín gì đâu, thì con có làm gì không? Có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, rồi con có làm gì đâu ấy. Thứ nhất hồi xưa đi cầu phước và không cầu, cầu công đức, thì con làm sao có công đức thôi. Công đức không phải là mình làm gì nặng nề. Con sách giống như đưa con á, ba con hiểu con đã có công đức rồi, còn có chuyện ba con về là không chuyện của ổng. Là vì cái nhân quả ở đây, cha tình cha con bao nhiêu năm là xong. Khi mà cha con lìa cái xác này thì cái trung ấm thấy đi luân hồi tiếp, không có cầu xin cái gì, không có cúng đám cúng gì cả rồi. Bởi vì cái quy luật luân hồi mà. Nếu mà ba con mà tu về tịnh độ thì chết phải giảng sanh rồi, ở đây làm gì? Còn nếu mà giải thoát thì đã giải thoát rồi. Còn nếu mà vô dòng tộc 49 nào phải quyết định, mà thường thường mấy người mà trưởng dòng tộc phải quyết định vô nhanh để tiếp tục sanh ra làm tiếp đó. Mình phải hiểu như vậy á, rất đơn giản. Tu thiền tông không lệ thuộc bất cứ cái gì thì nó rất khỏe. Cây nhang còn không đốt mà huống chi đâu có gì đâu mà con phải lo. Ở nhà hành nghề gì thì làm nghề đấy, trong gia đình như thế nào thì phải ổn định thế đấy thôi, rất đơn giản. Có một điều, đừng có mê tín gì đó, được tin lầm bất cứ cái gì. Tu thiền tông phải nói là nơi trái đất này là gọi là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ. Tìm hiểu ba cái loại này thì người tu thiền tông mới đúng được. Còn con không hiểu được ba cái này sai, hoàn toàn không hiểu cái này, hoàn toàn đụng đâu dính đó, đụng đâu mê tín đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ạ. Xin hỏi câu là thầy có thể cho chúng con biết có thể một thời gian nào tiếng nói của mọi người trong cái thế gian này nó đồng nhất được không ạ? Không, không được. Cái này là làm sao thế gian này, cái gian manh xảo trá mà làm sao đồng nhất được. Bây giờ người ta đó, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát mấy ngàn năm nay không ai dạy, mà bây giờ chùa thiền tông dạy ra người ta chửi rồi, làm sao đồng nhất. Chứ phải mà chùa thiền tông biểu cúng này cúng kia thì ta chửi thì đúng rồi, mà
ta bảo ta giải thích rõ ràng thiền tông chỉ từ sự thật con người dạng vật trái đất, không có cái gì mà nó sai hết, mà ta còn chửi thì làm sao mà thế gian này đồng nhất được, hoàn toàn không đồng nhất được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hết câu hỏi và cảm ơn bác ạ. Dạ. Tiếp theo xin mời chị Đào Tú Lan đặt câu hỏi ạ. Chào thầy ạ. Chào tất cả mọi người. Thầy, con xin có hai câu hỏi, con kính mong thầy giúp trả lời giúp con ạ. Thưa thầy, thưa thầy, sao có những người mà người ta đã bị công đức bị bôi đen rồi ấy, mà người ta vẫn rất là thích nghe kinh An Vị Phật của Thiền Tông và thích nghe các cái bài kệ này, rồi 36 vị tổ và giải đáp Thiền Tông ạ. Con không rõ vấn đề này, kính mong thầy giải đáp giúp con. Cái đó, đó tất cả những cái Thiền Tông phát ra mà người ta thích đó, chính cái người đó nó gắn bó để đi về Phật giới được đó. Thì cái đó nó nằm trong cái dạng nghĩa là ham muốn mãnh liệt. Đây là cái gốc để mà tạo ra cái ham muốn mãnh liệt để đi về Phật giới đó. Có nghĩa là thích nghe bất cứ cái gì của Thiền Tông là ham muốn mãnh liệt. Mình ham muốn mãnh liệt thì ông thần nể mình là không bôi đen đó. Dạ. Nhưng mà hiện giờ nếu mình còn nhỏ tuổi thì ông phải bôi đen để cho mình sống ở đây. Ví dụ mà ông biết cái tuổi mình 80 hoặc 90 tuổi thì bắt đầu 2-3 năm sau ông để trống để dạ. cho mình tạo. Thấy không? Vâng ạ. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, vâng. Thưa thầy, con hỏi câu thứ hai nữa ạ. Con biết là nghiệp ai nấy mang và phước ai người đó hưởng. Nhưng thường có những cái gia đình mà có người chết ấy, thì lại bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như là làm ăn sa sút này, xảy ra đủ chuyện, hoặc là chưa bao lâu thì lại có người thân trong gia đình chết tiếp. Thế. Nhưng ngược lại thì lại có những cái gia đình ví dụ như là nhà có tang người chết, thế nhưng mà gia đình đó lại không ảnh hưởng gì. Thì cái hiện tượng này là như thế nào? Con kính mong thầy giải đáp giùm con. Cái hiện tượng mà người chết trước rồi sau đó người chết sau, người ta gọi là chết trùng. Dạ. Cái này nó có chứ không phải không? Là vì cái nghiệp của người ta đến đây để nó theo cái nhân quả này. Dạ. Muốn xóa được cái này, đem Thiền Tông vô, nó xóa liền. Dạ. Khỏi cần cúng tụng cầu kinh ai hết. Dạ. Cái nhà đó thì cái mở Thiền Tông là vì cái thần thực thi nhân quả, không thần thực thi được. Thứ nhất mình tạo được công đức rồi, thần bỏ, thần không xài cái này nữa. Dạ. Bởi vì cái công đức nó làm cho nó sáng đi, thì kiểu nhân quả nó bị tối, nó bị mất đi. Dạ. Ha, thần không thực thi như quả được. Dạ. Vì thế mà tất cả những người mà bị cái này nên xem cái Thiền Tông, nghe làm sao. Ví dụ con người đó tới cái số để mà phải theo cái trước chết trùng này, nghe Thiền Tông không có. Nhưng mà nên nhớ là nghe mà trong sáng này nha. Còn nghe mà đi khoe kể về bỏ đi. Đi khoe người này người kia tu Thiền Tông là chết. Đừng có khi nào nói tu Thiền Tông. Nên nhớ rồi, mình chấp một cái là cái những cái chuyện của mình ham muốn nó bị sao, nó bỏ. Thấy không? Bây giờ tất cả những người nào sợ chết trùng, cứ vô Thiền Tông hoàn toàn không chết trùng. Dạ. Mà dưới điều kiện phải là nghiêm chỉnh tu Thiền Tông. Đừng có gì Thiền Tông mà đi học tùm lum là la không được. Dạ. Thấy không? Dạ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con thầy trả lời cho con, giúp cho con cái ý thứ nhất à. Những cái gia đình mà tại sao mà có người thân mất mà tại sao người ta lại làm có cái bị cái ảnh hưởng gì không, sao người ta làm ăn sa sút ạ và xảy ra rất là nhiều chuyện thầy. Thì cái đó nếu mà nói về tính cái số mạng nó có. Dạ. Nó ảnh hưởng giống chiếc xe 4 bánh mà chạy mất một bánh thì nó đảo rồi thôi. Nếu mà vô Thiền Tông nó sẽ có, nó đỡ được cái này nè. Dạ. Nhưng mà cái này thì không có phổ biến nhiều. Dạ. Bởi còn cái kia nó nằm ở trên thế giới vật lý là thế giới nhân quả. Dạ. Còn Thiền Tông nó xóa cái nhân quả mà. Dạ. Thành ra mình vô đây thì cái ai nhân quả là sao? Nhân quả là do thần thực thi. Dạ. Nhưng mà thần thấy cái gia đình này tu Thiền Tông là ông thần rất vui, ông ủng hộ mình. Dạ. Đó, ông có thể là
xí xóa ổng không có thực thi nhân quả cái này. Dạ. Tất cả ví dụ người đó chết trùng 5 người 3 người vậy đó, mà nếu mà vô thiền tông một cái là ông thần ổng nể liền. Thứ nhất tạo công đức. Dạ. Vì thế mà trong kinh có nói một câu đức trọng quỷ thần kinh, công dạ. đức mình có quỷ thần nể mình lắm. Dạ, dạ. Thì làm sao ổng thực thi cái nhân quả này, giống như ngày xưa cái người đó là mày đáng ghét. Dạ. Thì người ta sẽ trừng trị mình như thế. Nhưng mà giờ mình ngoan ngoãn mình ấy thì có thể người ta hồi xưa là có thể người ta ghét, ta chửi mình, nhưng mà giờ thấy người ta đâu có chửi được đâu. Dạ. Ta thương mình thì đương nhiên là cái nghiệp đó nó tan đi. Dạ. Nó xóa đi. Dạ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn thầy, con hết câu hỏi dạ. Tiếp theo sẽ là cầu truyền hình với Hà Nội ạ. Xin mời bên kỹ thuật ạ. Rồi đặt câu hỏi đi. Cô Long, cô Đức học đặt câu hỏi đi. Nam mô A Bà Bốn Sư Ca Mâu Ni Phật ạ. Nam mô Mười Phương. Con xin ra Trịnh Quỳnh Long cùng với lại 54 thiền gia, Phật tử Thiền Tông Thất Mê Linh Hà Nội xin được kính chào thầy Nguyễn Nhân ạ. Rồi, cảm ơn. Con cũng xin được, chúng con cũng xin được kính chào tất cả các bạn đồng tu, các quý vị bên cầu truyền hình chùa Thiền Tông Tân Diệu mình ạ. Và con cũng xin được chào tất cả những các quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay ạ. Kính thưa thầy, chúng con là những Phật thiền gia, Phật gia, Phật tử Thiền Tông ở như Hà Nội, tập trung thành một cái Thiền Tông Thất Mê Linh Hà Nội. Những con người con là rất tha thiết để cầu đạo và đi theo một lòng để cầu đạo, tu theo pháp môn Thiền Tông Thanh Tịnh Thiền của Như Lai để được giải thoát. Vì điều kiện là chúng con ở xa chùa, không được thường xuyên được nghe thầy giải đáp và giảng dạy, cho nên là chúng con xin được tổ chức được cái Thiền Tông Thất này và được thầy cùng với chùa là rất ưu tiên cho chúng con được mở cầu truyền hình. Hôm nay chúng con vô cùng hạnh phúc và xin được rất vô cùng tri ân thầy cũng như tất cả các bạn trong chùa đã cho chúng con được mở cái phiên cầu truyền hình trực tiếp để được nghe trực tiếp, xin ý kiến thầy để thầy mong thầy được giải đáp cho chúng con những câu hỏi của chúng con để chúng con được tiến tu chuẩn chỉ trên con đường tu để thành đạo quả. Rồi thầy mời hỏi đi. Thầy ơi, chúng con xin phép là hỏi cho thầy giải đáp chúng con là 18 câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất ạ. Thưa thầy, các tôn giáo đều có quy định màu áo pháp cho đệ tử của mình. Xin thầy giải thích lý do, nguồn gốc và ý nghĩa của các màu áo mà người tu hành mặc ạ. Màu vàng, màu nâu, màu lam, màu đỏ, màu trắng, màu đen ạ. Rồi bây giờ giải thích các màu áo của người tu. Người tu mặc màu vàng là muốn mang một kim thân Phật. Nên nhớ màu vàng là mang một kim thân Phật. Bây giờ tập mang kim thân Phật để về Phật giới, mang cái màu vàng sáng ánh. Đó là người tu muốn trở về Phật giới. Còn người tu mà mặc áo màu đỏ thì muốn tu làm thần ở đây. Còn mà muốn tu mặc màu đen thì tu theo thập mục ngu đồ. Tôi biết, tôi chỉ nói thập mục ngu đồ rồi biết, chứ không nói được cái này. Màu trắng tu để thành tiên. Rồi màu gì nữa? Dạ, màu lam và màu nâu ạ. Màu nâu là tu để gì? Lao động. Nhớ nè, tu cái màu nâu là để lao động chứ không phải, chứ không có giải thoát. Lao động để làm gì? Lao động tạo tiền để kiếm công đức về Phật giới.
Có nghĩa là tất cả những người tu mà màu nâu bắt buộc anh phải lao động để tự sống, không lấy ai một đồng nào hết, để cái công sức của mình tạo ra để tạo công đức đi về Phật giới. Về Phật giới qua bển mới mặc màu vàng. Còn những người mà mặc màu vàng thì muốn làm Phật tại thế gian này, Phật thế gian này thì người ta phải đến, người ta lại mình thứ nhất, người ta cúng tiền cho mình xài. Kêu bằng Phật nhân tại thế gian này là mời mặc, là mặc áo màu vàng. Nó còn cái câu, còn cái màu áo là nữa không? Màu lam. Màu lam thì nó lớn nên nhớ là một màu lam là một con người ở đây tu hành thôi. Cái màu lam này nó quan trọng nhất á, quan trọng nhất là cái màu lam là muốn về Phật giới, ta mới mặc áo này này. Nhưng mà nên nhớ là màu lam mà phải là thiền tông mới về được nha. Còn màu lam bất cứ tu pháp môn nào của thế giới này đều không về Phật giới được. Màu lam là muốn tạo một, cũng lấy công sức của mình mà tạo công đức về Phật giới. Nhưng mà cái màu lam á, nó tạo công đức chưa bằng, không có mạnh bằng cái màu nâu. Màu nâu tạo công đức rất mạnh. Vì màu nâu là cái sức lao động mà. Cần nhất tôi làm sao để có tiền, tôi tạo để mà tôi giúp người ta tạo công đức về Phật giới thôi. Đó là mấy cái màu áo là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con xin hỏi câu thầy giảng cho con cái câu thứ hai ạ. Thưa thầy, thầy đã giảng giải biểu tượng của năm pháp môn vật lý là hình ảnh năm anh mù rờ voi, và biểu tượng thành tựu tu vật lý là thập mục ngưu đồ. Vậy con xin thầy cho biết những biểu tượng đặc trưng điển hình nhất của thiền tông là gì ạ? Đặc trưng của thiền tông á, thì nói về ông Phật đã nói về năm pháp môn ông dạy tu, tu theo quy luật vật lý. Nhưng mà nên nhớ là người tu theo vật lý á, thì họ thấy cái gì họ nói cái đấy, họ không dám suy nghĩ. Bởi vì cái Đức Phật đưa ra năm anh mù rờ voi, thì cái anh rờ voi thấy cái ngà thì nói theo cái ngà, còn cái anh rờ cái tai thì nói theo lỗ tai. Hai anh này cãi thôi. Thì Đức Phật hỏi có cãi có đúng không? Đức Phật nói rất đúng. Anh tu theo cái chiều này, bởi vì thí dụ giờ anh tu theo tiểu thừa anh thành Đà La Hán thì đúng chứ sao không đúng. Còn anh tu theo cái ngà là anh tu về mật tông thì đâm chọt người ta thì đúng như sao đúng. Mỗi người nó có một cái cách. Vì thế mà khi mà cái năm cái pháp môn này nó đã thuần quá ở trong thế gian này rồi, thì Đức Phật mới cho công bố cái pháp môn thứ sáu ra, để nó nói cho biết hết rằng thiền tông là nó tổng quát, nó nói hết mấy cái này. Thì bây giờ ai muốn giải thoát thì đi về, theo thiền tông mà về. Còn ai muốn đi luân hồi thì theo mấy cái pháp môn kia. Vì thế gian này mà, thì cái mà cái bằng cái biểu tượng năm anh mù rồi voi là Đức Phật muốn nói rằng Như Lai dạy sao pháp môn như vậy đó. Còn hiện giờ tại vì cái năm anh mù rồi voi này mà nó mới sản sinh ra 84.000 cái pháp môn tu. Mình nhớ rằng hiện giờ ở Việt Nam mình á, trên 17.000 ngôi chùa. Tính trung bình một chùa năm ông đi, năm ông thầy đi, thì cộng lên nó phải là 84.000 cái ông thầy mỗi ông kiểu. Thì Đức Phật cũng nói tại mấy ông nhiều quá, tại bây giờ thầm mấy ông tưởng gì tu ở đấy. Vì thế mà nó có tưởng ra là 84.000 pháp môn tu, là mỗi ông thầy tưởng một kiểu. Đó là vậy đó. Còn thiền tông thì nói khác. Thiền tông nói là tại vì nó ảo giác rồi mấy ông tưởng ra ông tu, thì nó mới thành ra 84.000 cái tưởng. Thì bên kia nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà khi thiền tông ra đời á, thì cái năm mù rờ voi này nó mới giải mã được. Chứ hồi xưa nhiều người nghe anh mù rờ voi em không biết ông Phật muốn nói cái gì. Nhờ cái thiền tông nó công bố ra nó mới giải mã cái năm anh mù rờ voi. Vì thế mà có cái anh thứ sáu đứng nhìn năm âm mù cãi lộn, ổng ngồi ổng cười.
Đó, cái đó là cái biểu tượng của nó vậy thôi. Đó cái là biểu tượng của Thiền Tông. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy ơi, đến câu thứ ba. Thưa thầy, các vị tổ và thiện tri thức đạo Phật đến thế gian này đều mang theo một sứ mệnh và đã được sắp đặt trước của Đức Phật. Vậy họ có biết sứ mệnh của mình không ạ? Ai là người báo cho họ biết và ai là người trợ giúp và cách trợ giúp thế nào để họ hoàn thành sứ mệnh ạ? Bây giờ tất cả những người có sứ mệnh của họ không biết đâu. Nhưng mà khi mà nghe tới Thiền Tông, họ tự nhiên họ cảm nhận được. Cái đó là bắt đầu. Rồi từ đó đó thì có người âm thầm giúp. Mà cái này người nào được giúp thì tự người đó biết, chứ không hoàn toàn Phật không cho nói cái này. Bây giờ thí dụ bà A nghe cái Thiền Tông này, tự nhiên bà sốt sắng, bà lo rồi tự nhiên cái, rồi khi nào bà lo tới mức cao rồi mới tự nhiên, ủa tự sao mình phải lo cái này, thì tự bà trả lời kêu này do ai kêu bà làm, thì cái này không thể nói được. Thì trong cái câu này không thể nói thành lời được, nghe không? Thành ra nói là tất cả Thiền Tông khi ra đời mà mọi người đi theo cái này mà bất vụ lợi, chính đó là sứ mạng. Người đó được có cái sứ mạng phải giúp đỡ cái Thiền Tông này. Nếu cái Thiền Tông này mà tôi công bố ra mà tôi không làm gì được hết, thấy không? Thì nhờ nhiều người giúp tôi thì mới thành công được. Còn tất cả những cái người giúp ấy, tự người ta biết, tự người ta trả lời luôn. Mà cái này nếu mà nói ra đó thì nó vi phạm liền. Đó, thầy giờ cái này con hỏi thì không nói được. Nhưng mà người nào mà tận tình giúp, nhiệt tình giúp chính người đó có sứ mạng đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Cảm ơn thầy. Thính câu thứ tư ạ. Thưa thầy, khi Thánh Phật nương vào người nào đó thì người đó có hiện tượng như thế nào ạ? Họ có biết không? Tại sao nói cho người khác biết thì Thánh Phật lại bỏ mình? Bây giờ những cái mà nó ẩn dụ bên cái vô hình đó, mình không thể nói được. Bởi vì cái hữu hình và vô hình, cái hữu hình mình nói người ta tin, còn cái vô hình nói không được. Mà cái vô hình mình nói cái gì nó sai. Thành ra ông Phật cấm không cho nói về cái vô hình, mà tự nhắc mình biết thôi. Bây giờ con thấy nè, tự nhiên cái bà A đó, ông A đó tự nhiên thích cái Thiền Tông này, mà tự nhiên người ta làm ta bỏ cả nhà cả cửa luôn là như thế nào? Thì nó có cái nguyên do của nó. Nhưng mà ông Phật nói là biết người đó, chính là người đó là từ sau này sẽ nối dòng Thiền Tông. Nếu người phổ biến ra không còn thì những người nhiệt tình này sẽ nối dòng Thiền Tông. Rồi cái đó thì giống như con ngựa mà đua đó, con ngựa nào mà chạy thắng thì cái con ngựa đó sẽ được truyền thiền. Người nào theo Thiền Tông mà không nản chí, người đó sẽ được nối tiếp dòng Thiền Tông. Đó là nó thật. Bây giờ con hỏi, chú mới nói cho con nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy, những câu thứ năm thầy ạ. Thưa thầy, thầy đã giảng rằng những cây to sống trên 60 năm thì có linh hồn. Những người chặt cây to như vậy có phạm vào nhân quả không ạ? Phạm vào nhân quả cái gì hết á. Nhưng mà cái lực anh yếu là cái cây nó giật anh chết á. Cái hồn cây nó giật anh chết á. Không có nhân quả. Đây là cái quy luật của nó. Thế gian này, cái nhánh cây mà nó nhỏ nó rơi nó trúng anh á thì nó xây xác thôi. Nhánh lớn nó rớt chết, anh chết luôn. Vì nguyên tắc thế giới này coi mà 60 năm thì chuyện nó tụ hội để gì? Nó tụ hội để nó trở lại làm người rồi. Mà nó chưa có mãn số mà lại đốn nó đó thì nó quật mình chết. Thấy không? Còn nếu mà nó hiểu, nó không trả thù mình thì nó cảm ơn mình. Nó sẽ nó thấy bởi vì cái con, tại sao cái con người mình già 90 tuổi mà không chịu chết, còn đi kiếm thuốc uống là tại người đó chắc. Chứ nếu mà người mà tu Thiền Tông mà thấy đau mà không thể cứu được thì người ta để chắc chắn người ta sẽ đi luôn, chứ không nhờ thế gian này cứu đâu. Thì cái cây nó cũng vậy. Cái cây mà nó biết, nó mà nó hiểu được. Bởi vì có cái trường hợp này, tại làm sao có tất cả những người mà họ mở cái Thiền Tông rất nhiều cái
cái trung bấm thân của cái cõi vô hình nó đến đó nghe. Có nhiều cái trung bấm thân đó, nó bỏ nó đi. Đây đủ do cái lực của nó, do cái lực nó có. Nó đã tiếp nhận được cái này. Vì thế mà Thiền Tông ra đời, tôi nói thật, bởi vì trong Thiền Tông nó có cái bài kinh mà cúng của hồn. Cúng để mà độ nó, để giúp nó là tay làm người. Thì cái Thiền Tông này cũng vậy. Mình ở trong nhà mình mở, không phải mình nghe một mình đâu, rất nhiều người họ nghe. Thấy không? Mà để ý này mấy, mình mà mở rồi đó, mà ngày mai mình không mở, tự nhiên mình khó chịu lắm. Mình mở nó hết, là sao? Là mấy ông kia biểu mình mở đó. Để ý tới cái chữ này. Vì Thiền Tông 10.000 năm mới có công bố ra một lần. Thì nên nhớ rằng mình độ người thế gian và người khuất bóng luôn. Phải cố gắng cái này để nhưng mà cái người thế gian mình độ công đức một, người khuất bóng công đức hai. Bây giờ bắt đầu ta nói sâu vào trong Thiền Tông đó nha. Rồi con hỏi tiếp đi. Ma xin câu thứ 6 ạ. Thưa Thầy, người tu Thiền Tông khi không còn tham gia nhiều vào công việc xã hội nữa, rất mong muốn công đức của mình không bị bôi đen, để yên tâm khi vô thường đến bất kỳ vẫn đủ điều kiện để về Phật giới. Vậy có cách nào tác động được đến ông thần thừa hành để ông sớm không bôi đen công đức không ạ? Do cái việc làm của mình, mình làm Thiền Tông chân chánh thì ông thần ông nể, nó thì ông có làm. Còn mình làm cái câu cái trong cái Thiền Tông mà mình nhờ lấy Thiền Tông để mà mưu lợi riêng cho mình thì coi chừng ông thần thừa hành ông sẽ làm việc với mình đó. Ông thần quản lý của mình đó. Thấy không? Đừng có lo, tất cả những gì làm bằng trong sáng, bằng cái lòng trong sáng của mình thì hoàn toàn không, ông thần quản lý mình, thì thực thi nhân quả mình ông rất nể. Bởi vì tất cả những người mà có tâm trong sáng thì ai cũng kính phục, ai cũng phục, chứ không phải là ông thần không. Ông thần thì ta nhìn rõ hơn nè. Mình ở trên trái đất này, ở thế gian này, mình là con người mà đàng hoàng thì đương nhiên là bà con lối xóm ta trọng, có vậy thôi. Thì trong cái thế giới mà vô hình nó cũng vậy. Mình làm cái gì nó chân chánh thì những thầy đó người ta ta nể, những ông thần đó ta nể. Vì thế mà mình tạo công đức thì mấy ông thần nể, kể cô hồn cũng phải nể nữa. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu số 7 ạ. Thưa Thầy, người tu Thiền Tông giúp người khác giác ngộ và họ đã đạt được yếu chỉ Thiền Tông, Phật gia, Thiền gia, nhưng sau đó họ thoái tu, chuyển sang tu pháp môn khác, hoặc tu không tu Thiền Tông nữa, có khi còn chê bai, nói xấu Thiền Tông. Như vậy, người giúp họ có bị bôi đen công đức không ạ? Cái công đức thì nó bôi đen rồi, nhưng mà cái người đó thì người ta muốn quay luân hồi đó. Vì trong Phật đã nói rồi, trong truyền thiền á, 95% người trở lại, chứ đâu phải có ai đâu, cái đó là cái chuyện bình thường. Chỉ có 5 người đi tới thôi, thì cái chuyện đó thì đâu có lạ. Bởi vì thế giới vật lý này, tu chứng đắc người ta mới thích, còn tu mà không chứng đắc người ta không có thích. Tu mà được cái này, được cái kia người ta mới thích. Tu mà được cấp này, cấp kia người ta mới thích. Chứ mà tu để bỏ buông về Phật giới. Có nghĩa là người tu mà bỏ cái Thiền Tông này là người ta đã muốn tu trở về theo thế giới vật lý, là tu có chứng, có đắc cái gì đó. Tu có thần thông hoặc là có được phép màu gì đó. Thì người ta tu, người ta thích. Thì cái này ông Phật đã nói, cảnh ông Phật đã nói trong cái vấn đề truyền thiền rồi. 95% trả lời, có 5% đi thôi. Đừng có thắc mắc gì. Còn nếu mà vấn đề mà ra khinh chê, thì cái khinh chê đó thì nó cũng có cái nhiều cái tầng khinh chê ít. Thì địa ngục thứ 1 thôi, nhiều tới 18. Mà triệt để thì nó lũng cái hầm 18, nó qua hầm 19, nó rớt vô cái kia. Trên kia, bên cái hầm 19 đó là gọi là, mà trong kinh Diệu Pháp đi qua mở ra đi, coi đó là, rồi cái hầm lửa lớn. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là khinh chê cái này qua hầm lửa lớn. Mà Đức Phật có nói là
chửi Như Lai tội không bằng khinh chê Thiền Tông. Mà ngày xưa ổng nói Thiền Tông mà khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái kinh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là Thiền Tông, nghe không? Mà khinh chê thì nó đi theo con đường khinh chê. Bây giờ nè, mình không có phước thì không lên trời, mình không có ác thì không xuống địa ngục, không có làm súc sanh, mà khinh chê thì xuống địa ngục, có vậy thôi. Thì tùy theo cái lực khinh chê của mình, nặng hay nhẹ. Nặng nhất thì xuống hầm 18, mà nặng quá thì nó bể hầm 18, nó qua hầm 19, thì nó qua cái hầm 10 tỷ. Đó, quy luật nhân quả nó là vậy. Thầy ơi, nhưng mà cái người mà giúp cho cái người mà chê Phật Thiền Tông ấy, giúp đầu tiên cho họ được biết Thiền Tông ấy, thì cái người giúp đấy có bị ảnh hưởng gì không ạ? Ảnh gì hết. Có nghĩa là gì, cái gì, ai ăn nấy đò. Thế gian này, cái người nào phạm pháp thì tòa án xử người đó thôi. Chứ cái người kia không có liên quan, trừ trường hợp mà yểm trợ thì nó liên đới chịu trách nhiệm. Nên nhớ là yểm trợ. Mình giúp bình thường không sao, mà gọi là yểm trợ để cho người đó gây tội thì nó xếp vào liên đối chịu trách nhiệm. Chứ cái người đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ, con xin lên câu số 8 ạ. Thưa thầy, người tu Thiền Tông ngoài việc tạo công đức và nắm rõ công thức về nguồn thì phải có quyết tâm mãnh liệt. Vậy mỗi buổi sáng hàng ngày đều nhấm câu nguyện thiết của mình, nguyện đường tu thành Phật để khắc sâu vào tâm khảm của mình. Như vậy có nên không ạ? À? Cái câu đó mình làm cho rồi nó cái khóa đậm nó không được. Cái Thiền Tông rất bình thường, đừng có làm vậy. Cứ nghe mình mới hiểu thôi. Bởi vì nên nhớ nè, tu Thiền Tông bắt chước lục tổ Huệ Năng. Coi lỗi của mình, đừng coi lỗi người khác. Mà thứ nhất là mình đừng có nói tu Thiền Tông nữa. Mình tu mà ngày nào cũng nói vậy là tất nhiên là mày cái ta nó nổi lên rồi. Cái tôi nữa là thì cái Thiền Tông nó biến rồi. Cái chức, cái người nào mà nhiệt tình quá thì nó sẽ quay đầu. Nên nhớ rằng, xe mà chạy đúng cây số mà người giao thông nó cho phép thì cái xe đã chạy rất bền. Còn xe mà chạy nhanh quá thì tôi bảo đảm nó sẽ quay đầu. Bởi vì vô Thiền Tông đừng có nhiệt tình. Biết vậy thôi, hồi xưa mình không hiểu, chỗ nào cũng cúng, cũng lại, cũng cầu xin. Giờ Thiền Tông biết rồi, dẹp mấy cái kia. Và tôi có gia đình, tôi phải làm ăn đàng hoàng để nuôi gia đình. Có tổ quốc lâm nguy, đứng ra bảo vệ tổ quốc, có vậy thôi. Còn cái chuyện Thiền Tông là mình hiểu rồi, tìm cách tạo công đức thôi. Chứ đừng có nói, bây giờ mình cứ ào ào cứ nói Thiền Tông hoài mà không tạo công đức rồi sao đây? Mình cứ nói mà không chịu làm, rồi thành ra thì cái ngã chấp mình mà cứ tối ngày cứ nói vậy, thành ra cái ngã chấp nó dính vô mình. Thành ra rồi sau đó cái ngã chấp mà nó nổi lên thì người xung quanh nó thấy, nó biết. À cái ông này ngã chấp quá, làm cái miệng lúc nào cũng ngồi nép nhem nói cái gì không được. À, nên nhớ bình thường, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật bảo là tâm bình thường là đúng. Nha, tu bất cứ cái gì, tu tâm bình thường là đúng. Rồi, con hỏi tiếp đi. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Thì con hỏi câu số 9 ạ. Thưa thầy, trong một thiền tông thất, tất cả mọi người đều đồng lòng, đoàn kết, sách tấn nhau tu hành nghiêm mật, chuẩn chỉ, thì sự thành tựu của mỗi một cá nhân, những thành viên khác trong thiền tông thất đều có công đức không ạ? Không, hoàn toàn không công đức. Bây giờ nên nhớ là Thiền Tông nhiệm vụ ai nấy làm. Đừng có nhiệt tình. Nhiệt tình thì nói à, bây giờ giống như cái chuyện đang làm, mình làm cái bình thường thôi, mà làm cho cố gắng làm thì tạo như là, tức như là ta là tu niêm mà người ta muốn chứng tỏ cho biết là ta tu Thiền Tông, chết liền. Bây giờ cái nhiệm vụ, thí dụ giờ cái Thiền Tông thất của con á, thì nhiệm vụ con phân cái gì con làm nó, đừng có chọt qua bên kia, đừng có nói người kia ai làm gì làm, riêng của mình nó làm rồi. Nhưng mà trong cái tập thể thì phải lấy cái câu nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu. Người ta lớn thì mình phải kêu người ta cô bác anh chị gì đó, thấy không?
chứ đừng có khinh đó, tôi là thiền gia, ông kia Phật gia, ông Phật tử, đừng có tên cái chuyện đó. Cái chuyện này là cái cấp bậc để mà cho người ta sinh hoạt ra cái thế giới này thôi. Chứ còn nếu mà một Phật tử mà nó tạo công đức nhiều hơn cái ông thiền gia, không có chút xíu nào rồi sao đây? Mình phải hiểu cái này. Mình làm cái gì là bình thường, việc ai nấy làm, vui vẻ với nhau, lấy câu, nhân nghĩa, lấy trí tính làm đầu. Trong tập thể nó là phải vậy. Trong gia đình, trong xã hội, trong tập thể phải lấy câu nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu cho cuộc sinh hoạt cái thế giới vật lý này. Ngoài ra đừng có nhiệt tình cái gì. Tôi nói tạo công đức cũng đừng nhiệt tình, mà lo cho thiền tông cũng không có nhiệt tình nữa. Nhiệm vụ tôi làm hoàn tất thôi, gọi là bình thường. Đức Phật nói làm thiền tông phải là bình thường là đúng, mà trong cái vật lý người ta gọi là bình thường là đạo. Vì thế bên vật lý người ta tu cái đạo là tu tâm bình thường là đạo. Vì thế mà ta ngồi để cho cái tâm nó bình thường, không đúng. Bình thường là nó tự nhiên, còn mình ngồi để tâm bình thường là mình dụng công rồi, nó chuyển qua thành A-la-hán rồi, thấy không? Nó không có đúng với cái thiền tông. Thiền tông nó xóa tất cả những gì mà có cái tổ chức nơi thế gian này, không có kêu bằng cầu kề, kêu bằng làm cho nó đẹp, cho nó lớn, không phải vậy. Tất cả khi thiền tông, khi nó chấm dứt thì tất cả những gì phải lưu lại thôi, chứ không có lưu lại bằng cách gì đó cũng được, nhưng mà điều nó cho nó bền thôi, để cho thế hệ sau người ta biết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Đến đây em Đức tiếp tục 9 câu sau ạ. Vâng, con xin chào thầy và chào ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con xin hỏi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 10 ạ. Thưa thầy, người tu thiền tông có được các chư thiên và thiện thần trợ giúp không ạ? Cách thực hiện để được trợ giúp là thế nào ạ? Bây giờ con phải hiểu chư thiên là cái gì, chư thần là cái gì. Chư thiên là ai? Là thần thiện á, rồi chư thiên thần thiện á. Còn thần Kim Cang không được xếp vào chư thiên, mà thần hộ trì. Chư thiên là thần phước thiện, hộ trì cái bằng nó giúp đỡ cái này, là nó giúp đỡ khi nào có câu chuyện. Thí dụ cái chùa hay là một vị nào đứng ra truyền thiền thì chư thiên thì giúp cái này. Thấy không? Chư thiên đó lại là thần phước thiện trợ giúp cái này. Vì thế mà khi Đức Phật Thích Ca ấn chứng vào Ma Ca Diếp, chư thiên đến rất đông, là đông thần phước thiện này. Thần phước thiện mà còn nhỏ tuổi á, ta gọi là chư thiên. Mình ở đây gọi là cũng như là thiếu niên của thế giới này, thấy không? Không có ai giúp đỡ cái này hết, mà cái thế giới lực lý này phải sinh hoạt bằng một cách bình thường. Ai tạo được công đức thì thần thánh người ta nể mình thôi. Trên thế giới này có hai cái loại: thần quản lý mình, nể mình; thánh theo khóa mình. Thánh nhớ là thánh theo khóa mình đó, chứ không phải người ta nể mình, ta không khóa vậy thôi. Thế giới này thần người, mình nên nhớ là hai cái là thần người ngạo quỷ. Thì mình phải hiểu cái nguyên tắc này, mình hiểu sống được cái thế giới này. Ai làm cái gì biết, ai làm đúng mình biết, ai làm sai biết, ai mê tín mình biết, là vô thiền tông mới hiểu được cái này. Còn không vô thiền tông thì hoàn toàn ai làm cái gì cũng phải tin hết, nói cái gì cũng nghe. Vô thiền tông nó phân tích hết rồi thì những cái mê tín dị đoan nó sẽ dẹp, nghe không? Mình mà không mê tín dị đoan thì ai dụ mình được? Mà muốn mê tín dị đoan là do mình, chứ không phải là do ông thầy. Ông thầy thấy mình mê tín quá mà ông bài ra, ông lựa mình thôi. Chứ bây giờ mình không mê tín thì ông còn làm giống như khu đó mà thích coi bói thì ông thầy bói sẽ bắt đầu xuất hiện liền. Còn về cả xóm không ai coi bói thì ông xuất hiện chi, ông làm nghề khác. Mình phải hiểu cái thế giới này là vậy, không ai giúp đỡ mình đâu. Thế giới này làm gì thì nhận quả đấy. Đạo Phật gọi là đạo nhân quả, làm anh làm tốt thì nhận tốt, anh làm xấu nhận xấu. Anh muốn về Phật giới thì anh tạo công đức thì thần cho anh về. Thần quản lý mà,
thần quản lý anh bây giờ, giờ anh đủ cái tiêu chuẩn thì ông thần ông cho mình về. Nhưng mà trước khi về thì phải qua cái cửa của ông thánh. Ông thánh ông thử mình lại đó, ông thử coi ông này muốn về thiệt không, ông này bà này muốn về thiệt không. Đó, mình chết là chết vì ông thánh đó. Vì thế mà đừng tu truyền tông, đừng có nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá coi chừng ông thánh gạt mình à. Thứ nhất nhiệt tình là gì? Ngồi tu người bắt đầu thấy ông Phật xuất hiện rồi. Ờ, à, bắt đầu khoe. Nó tông mới ngồi để thấy ông Thích Ca tới. Thích Ca ngồi đâu ra đây? Cái mặt mũi ông sao? Thích Ca làm sao biết? Mà em giờ mấy ngàn năm làm sao biết cái mặt ông không? Ổng người Ấn Độ, ổng đen thù vậy. Chứ không phải trắng như bây giờ mình thờ đâu. Nghe không? Thành ra tất cả những gì tu thiền tông phải tu bằng trí tuệ. Tuyệt đối đừng có mê tín gì đó, đừng có tin làm bất cứ cái gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ. Câu hỏi số 11. Người tu thiền tông có những lỗi lầm vô tình, không cố ý như là to tiếng, giải thích gay gắt trước bất công, sai trái, nhưng trong tâm thì không động. Như vậy thì công đức có bị bôi đen không ạ? Bây giờ nói đúng ra nó vừa nói nhẹ cũng bị bồi nữa. Nhưng mà cái chuyện nó không thành vấn đề. Thế giới vật lý này là cái tham sân si của người ta khó bỏ lắm. Thì thật cái si của mình mới nói vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng ăn thua trong cái thời gian mà cái tuổi thọ mình sắp hết, mà mình nhiệt tình về công đức này thì ông thần ông nể, ổng để sáng cho mình đi. Chứ nếu mà giàu công đức có nhiều nhưng mà mình chấp hoài thì bảo đảm mình cũng không thoát ra được cái quy luật nhân quả luân hồi này. Điển hình là có nhiều khi Hồng Xá Lợi Phất tạo công đức bốn trái đất chứ không phải giờ đâu, chứ không phải như mình rồi. Mới có mấy tháng là có chuyện đó đâu. Cố gắng đi, tạo công đức một cách bình thường. Bởi vì theo thiền tông phải nghiêm chỉnh, nghiên cứu cho thật kỹ. Không biết thì hỏi người ta, chứ đừng có theo ý mình. Ý mình muốn làm đó là làm theo cái tưởng. Vì cái tưởng hoàn toàn nó sai. Vì cái tưởng, không có ai mà tưởng mà đúng. Mà khi mà mình tu thiền tông mà hết tưởng rồi, thì con người đó mới chính xác đó. Thấy không? Mình tưởng mình tu kiểu này cứu kiểu kia. Thế nãy nó hỏi thiền tông thất rồi để làm này làm kia cho nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh là tưởng rồi. Nhiệm vụ ai nấy làm thôi, chứ không nghiêm chỉnh vậy đó. Vô đừng có gây lộn. Nhân nghĩa để tế tướng đem ra áp dụng. Không phải. Nói đúng ra người mới vô là ta áp dụng nội quy. Chứ còn nếu mà đã thuần theo Phật gia rồi thì nên đem cái nhân nghĩa lê trí tính ra mà sử dụng đối với nhau. Thấy không? Thì mới đúng được. Chứ còn mới ban đầu thì người ta phải đưa cái nội quy người ta áp dụng mình. Thì bây giờ nếu mà đã thuần được cái nội quy không xài. Nhưng mà điều nội quy là áp dụng cho con người mới vào thiền tông. Chứ đã vô là Phật gia là hoàn toàn không xài Phật nội quy. Đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ. Câu hỏi thứ 12. Thưa thầy, bố mẹ con trước đây hay tụng chú niệm Phật nên ngủ hay mơ lung tung. Nay bố mẹ con không tụng chú niệm Phật nữa mà hay mở bài An Vị Phật và 36 vị tổ để nghe thì ngủ ngon và không mơ gì nữa. Đó là hiện tượng gì ạ? Tất cả những kinh, những thiền tông mà mở ngủ ngon đó. Tất cả những người mà không ngủ được mà mở ngủ được thì tất nhiên là cõi âm nó ủng hộ mình. Có nghĩa là nó cho mình ngủ để chi? Để mình quên, mình không có tắt cái máy này, để cho người ta nghe. Chứ nếu mình ngủ không ngủ ngon chắc chắn phải tắt cái máy. Tắt cái máy thì cái cõi kia nó không nghe được. Vì thế mà nó dụ cho mình ngủ. Ngủ để nó nghe, nó đừng quên, đừng quên. Phải để ý này, khi nào mình mở cái máy mà nó nghe rồi mà mê ngủ thì chắc chắn là có người kia yêu cầu mình đó. À, còn người nào thì tự biết. À, có người ta yêu cầu mình đó. Đừng có khi nào mà thà là mình mở lớn không được thì mở nhỏ, phải mở để chứ. Cái bên kia họ tự nghe. Vì bên kia người ta bằng điện từ nó không có ngủ mà. Tánh Phật và cái trung ấm thân nó có ngủ là gì nữa. Còn mình mang cái thân tứ đại là nó mệt mỏi theo cái tứ đại nó mới ngủ. Còn cái mang điện từ nó không có ngủ được. Nó có mệt gì đâu nó ngủ. Mình phải để ý cái chỗ này. Vì thế mà nếu mà tu thiền tông chính xác rồi thì
nên mở máy cho người ta nghe. Thấy không? Mà nếu mà mở mà mình ngủ thì là rất tốt, là đúng là mấy ông ủng hộ mình. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp ạ. Không bị thiếu ngủ nhưng lại có hiện tượng ngáp, có phải do trong người mình bị âm hay có oan gia trái chủ ở trong người mình nên gây ra hiện tượng ngáp đó phải không? Và thi thoảng chân mày và môi hay bị giật giật mỗi khi nói về Phật Pháp là hiện tượng gì ạ? Bây giờ nên nhớ rằng mình muốn cái gì thì theo thế giới vật lý đi thử. Đi thử tất cả gì cái hệ thống thần kinh hoặc là cơ thể mình nó thiếu cái gì. Trong mình nó có chất sắt, chất kèm, chất kẽm gì tùm lum đó ha. Mình thử có thiếu cái gì. Nó được đau gì, thiếu vật lý nó khác. Còn nếu mà nó nói về cái phần kia thì phải giải mã cho rõ, giải thích cho rõ ràng thì tôi sẽ trả lời đúng mới được. Chứ còn nếu mà không có giải thích thì không được, mình không thể trả lời nó này. Nhưng mà con người của mình nó có hai cái để nó chi phối. Một là tứ đại, thì nó làm việc mệt mỏi theo quy luật vật lý tứ đại. Còn bên kia là do cái cõi âm nó tới với mình. Mà đa số cái thiền tông ra đời thì cõi âm nó đến rất nhiều. Có nhiều khi nó nghe đó, nó nghe, nó cho mình nghe để chi? Nó hiểu được mà nó mới bỏ được cái xác thân của cái loài kia. Nó mới trở lại dòng tộc. Bởi vì phải cho nó nghe để nó hiểu chứ. Nó muốn về dòng tộc nó phải có đủ cái tiêu chuẩn nó mới về được. Chứ không phải là, có nghĩa là nó nghe mà nó ngộ rồi thì cái loài kia tự nhiên nó quá giải, nó tự nhiên nó cho nó thoát trở lại cái thế giới nhân quả liền, thế giới con người liền. Bởi vì nó là người trung tống thân, người âm mà nó có một cái lực rồi á, thì bên trung tống thân thả nó ra. Vậy trong cái thế giới của âm phải thả nó ra thì tự động nó trở về nó. Bởi vì nó mà từ rũ âm mà muốn về thì bây giờ nó trở lên dòng tộc nó phân bổ nó đi làm người để chi? Nó tìm được cái thiền tông nó tu để cho nó kịp với cái thời gian này, vì thiền tông nó đâu quá rồi 100 năm đâu. Thành ra nếu mà lơ đễnh một cái mà nó thọ hình ở dưới 100 năm mà nó thọ hình 80 năm rồi mai mốt nó lên đâu có kịp đâu. Thành ra có nhiều cái cõi kia nó thích này lắm. Nó muốn lên để tức như là nó nhận cái thiền tông này nó tạo công đức. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vâng, câu 13. Thưa Thầy giải thích câu con người là công cụ của thần thánh ạ. Con người công cụ của thần thánh là con người mê tín. Con người sáng suốt không có công cụ. Con người mê tín thì mới là công cụ của thánh, chứ không phải của thần. Thần không có làm cái này đâu. Mà ta nói ghép rồi là thần thánh cho nó quen thôi. Chứ con người mê tín là công cụ của loài thánh. Vì thế mà con người muốn lập cái gì thì cũng phải hiển linh. Muốn nói cái gì thì phải hiển linh, nói gì phải biết quá khứ vị lai thì người ta mới mượn xác mình được. Bây giờ mình thích cái chuyện mà tôi nói chuyện trên trời đất thì ông kêu dựa vô. Còn nếu mà cái người mà nhào vô mà thấy ông này trơ trơ nhập vô biểu ổng nói không có làm tin đâu, tìm nói làm sao thì làm sao nó mượn mình được ha. Công cụ là mình thích linh thiên quyền bí thì người ta mới mượn xác mình. Cái xác mình gọi là công cụ. Bởi vì tất cả những người lập đạo nè, lập miễu, lập miếu hoặc là làm thầy, nói cho linh thiên quyền bí là công cụ của mấy ông thanh. Bây giờ tại sao có nhiều người tôi ngồi thiền mấy bữa cái tôi thấy này, tôi đi khoe tôi được. Đó là công cụ của ta rồi. Thế giới này con người mê tín là công cụ của một loài thánh. Ta lập ra cái gì ta muốn lập cái gì cũng được hết, nó thiệt. Nhưng bây giờ mình không nói rộng thôi nha. Bất cứ lập cái gì cũng được hết nếu ta có cái lực. Nếu mà một vị mà thánh mà có đẳng cấp á thì nó là lớn hơn. Còn thánh mà kêu bằng nhỏ nhỏ thì nó làm thầy bói thì bùa vậy thôi. Còn nếu mà lớn hơn thì nó có đẳng cấp, nó tổ chức lớn hơn. Mà tôi không dám nói lớn hơn là cái gì. Nó đụng chạm mấy người kia không được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 14. Thưa Thầy, người tu thiền tông do hoàn cảnh của thực tế cuộc sống mà phải sống trong môi trường
như là nơi có âm khí nặng và cạnh người có âm khí, trong xã hội lao sao bất tịnh, sống bên người tu theo pháp môn khác, nhưng mình vẫn luôn tự tin, độc lập, tỉnh thức, không dính mắc, nhận biết rõ mọi việc quanh mình thì có ảnh hưởng đến đường tu không và nên ứng xử như thế nào ạ? Nên nhớ ra mình tu thiền tông mà ở trong môi trường không tốt là do cái nghiệp của mình. Mà ở trong môi trường không tốt, muốn tu thiền tông khó lắm. Bắt buộc phải đi theo quy luật của cái môi trường. Khó lắm. Đó là do cái nghiệp của mình. Bây giờ làm sao? Tự mình giải quyết. Cái này không xen vào được. Nhưng mà nên nhớ rằng mình muốn ở sạch, nhưng mà ở trong bùn làm sao sạch? Nó sẽ tự mình phải giải quyết cái vấn đề này. Nó tôi là người muốn hòa nhã với mọi người, mà vô gặp cái đám mà nó chửi lộn không làm sao hòa nhã. Nó gặp mình nó cũng chửi luôn. Rồi sao? Bằng cách phải đi qua chỗ khác. Bởi vì tu thiền tông phải chọn, thứ nhất là môi trường, thứ hai là hoàn cảnh. Nếu mà hoàn cảnh xấu, môi trường xấu là do cái nghiệp của mình, thì tự mình giải quyết. Chứ những người mà phổ biến thì tông không góp ý cái này nữa. Cho mình biết mình là vì nghiệp thôi. Còn giải quyết như thế nào là tự mình lo. Rồi con hỏi tiếp. Vâng, câu 15. Thưa Thầy giải thích cho con câu Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn ạ. Chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo không thể nghĩ bàn. Bây giờ cái câu này là của thế giới vật lý chứ không phải bên thiền tông. Cái tánh người không rỗng lặng được. Tánh người nó đi theo quy luật quay của 16 thứ, không có rỗng lặng được. Và cái tánh Phật thì nó thanh tịnh rộng lặng hàng tri, nhưng mà nó vô nó mượn cái thân xác người, nó cũng không rộng lặng được. Thì đây là cái chuyện mà bên thế giới vật lý nó biết cái này, nhưng mà nó đặt là cái câu. Vì thế mà những cái là bởi nó là không thể nghĩ bàn được cái này. Nó nói đúng. Bởi vì khi mà quyền ký chưa công bố ra thì nó mới đặt cái câu là không thể nghĩ bàn cái này. Nhưng mà bây giờ quyền ký công bố ra rồi, cho nói tự do, nói bằng sự thật trong có bàn vậy đó. Tánh người thì nó 16 thứ, tánh Phật 4 thứ, không có nghĩ bàn à. Chính xác nó là vậy ha. Ngày xưa người ta không hiểu rồi mà ta suy luận, suy nghĩ, ta tưởng ra ta nói cái này. Thì tánh Phật, tánh chúng sanh không thể nghĩ bàn, không có phải. Là vì cái bằng sự thật chưa nói ra thì không ai biết. Vì thế là ta mới tưởng ra, cái câu này là gọi là câu tâu tưởng của mấy ông vật lý thôi. Vì nó mới có nói là, bởi vậy nãy tôi mới nói là 17.000 ngôi chùa mỗi ông, tưởng một kiểu thì phải là 84.000 cái tưởng không? Là nói con số á. Con số tưởng này 84.000 là nó có cái lý do, chứ không phải là tự nhiên là nói 84.000. Trái đất này nó quay theo kiểu tám phương bốn hướng, không biết đường ở trên thế giới này không có vẽ nổi cái. Nếu mà nói về vấn đề mà cái gì, cái luân hồi của cái tam giới này, không ông nào giải thích được cái này đâu. Mà chỉ nói bằng miệng thôi. Chứ nó quay tám phương bốn hướng quay bằng cách nào? Nghe không? Thì cái lời nói, người nói người ở đây thì cũng nói là mấy chục ngàn ông thầy, mỗi ông một kiểu thì nó là tám muôn bốn ngàn. Ý của ông thầy, cái tưởng ông thầy tu là ra, nó ra cái tám muôn bốn ngàn cái này nè, là do cái tưởng của ông thầy. Thì trong cái câu này không thể nghĩ bàn cũng nằm trong cái tưởng này, chứ không có ngoài lạ gì hết trời. Vì thế mà thiền tông ra đời để nó chuẩn toàn bộ bất cứ cái gì, từ hữu hình vô hình, từ tính tu không tu, là ta nói trắng cho mình nghe biết thôi. Nhưng mà nên nhớ là cái chỉ số mà để người nghe, 1.000 người chỉ một người chấp nhận thôi, còn 999.000 chín người đó thì không có chấp nhận. Vì sao? Vì cái sức hút của cái thế giới này nó mạnh lắm. Tiền tài danh lợi địa vọng được kể, học thức cao học thấp rồi hiểu nhiều hiểu ít, nó hút. Thì mấy ông này không có chịu đâu, không chịu thoát ra đây. Mà thiền tông là tu cái gì? Tu buông. Buông là phải bỏ hết
tám muôn bốn ngàn cái tưởng mà ông đi thì nó sẽ ra được cái thiền tông này, nhưng có ai bù nổi không? Đó, vì thế mà nó khó tới cái mức này thì muốn giải thoát không phải dễ đâu. Thiền tông nghe nói là rất dễ nhưng mà điều muốn buông rất khó. Thế giới này là gì? Nhu cầu thế giới này là vật chất. Mình thiếu vật chất có thể sống nổi không? Hoàn toàn không sống nổi. Tất cả những người tu đầu tiên thì rất tốt nha, nhưng mà khi vô rồi bắt đầu nó dính về vật chất thì phải theo vật chất, thành là không buông được đâu. Vì thế mà ông Phật biết trước chứ, mấy ngàn năm sau nói này ra nó sẽ chửi liền. Hồi đầu tiên ông nói nó chửi không nói, nhưng mà ông nói là khi nào nó văn minh đó thì nó còn chửi hơn nữa. Hồi xưa đó nó chửi ông Phật chửi đó, thì giữa nó với ông Phật biết thôi, hoặc là mấy người xung quanh biết thôi. Bây giờ nó chửi một tiếng cả thế giới biết luôn, cả trái đất này biết luôn. Nó sức mạnh ghê gớm vậy. Ông Phật cũng biết chứ sao không biết. Bây giờ mình hồi xưa chửi hai người nó biết thôi, giờ hai người chửi cái bên Tây bên Tàu nó biết hết, bên Mỹ nó biết hết. Em rất ghê lắm. Rồi có hỏi tiếp đi. Vâng, câu 16. Thưa thầy cho biết người tu thiền tông chỉ có thể lưu xuất thơ kệ bằng tánh Phật một lần hay nhiều lần trong đời ạ? Cái đó là do mình. Nếu mà mình mà nên nhớ là xuất thơ mà nói về tất cả về mà cái thiền tông này thì đúng. Mà đừng có xen vô, đừng có xen ông Thánh, ông Thần, ông Thượng Đế, ông Ngọc Hoàng vô là trật. Nếu mà xen vô một tiếng á, thì nó trở thành là của cô hồn. Thấy không? Còn nếu muốn bao nhiêu cũng được, nhưng mà với điều kiện là mình đã phải kìm, kìm đi bên cái dòng thiền tông là đúng. Còn nếu mà ông hơi cái xưng Thượng Đế, Ngọc Hoàng vô là thua, là nó đưa qua ông Thánh rồi. Mình muốn xuất bao nhiêu cũng được, với điều kiện mà mình phải nắm căn bản này. Thơ nào cũng vậy, thơ nào nói là phải nói theo cái ý của thanh tịnh thiền thì đúng. Còn ý mà khoe bề trên bề dưới gì đó thì rồi của mấy ông Thánh đó đó. À, cái này thì không nói được. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, câu 17 ạ. Thưa thầy, có cụ già 80 tuổi đã nhận được yếu chỉ thiền tông, cụ tham gia sinh hoạt thiền tông thất đều, thường xuyên nghe giải đáp, có ấn tống kinh sách và tha thiết với thiền tông để về cội nguồn. Nhưng cụ không biết chữ nên không làm bài kỵ kiến giải và thơ kệ được. Làm thế nào để giúp cụ về cội ạ? Bây giờ đó, thí dụ mình biết mình viết, không biết thì mình nói nhờ người khác viết. Mà phải do xuất phát của mình. Tuy cái bài văn của mình nó không có lưu loát bằng người chuyên nghiệp, nhưng mà mình nói lên được cái ý này, không viết được thì nhờ con cháu viết. Ông có cái thơ này nè. Mỗi một ngày ông ra chừng 5-3 chữ gì cũng được. Một tháng nó sẽ thành một cái bài thơ. Ông vượt câu nào thì ông nhờ cháu viết câu nấy, sau cùng tổng kết được rồi mới trình. Tới cái ngày mà nếu đi truyền thiền, mà nếu mà không biết chữ thì nhờ người con, người cháu đọc được. Thấy không? Mà phải là do mình. Đó, thì đã mình hiểu rồi thì đương nhiên là thứ nhất những cái bài thơ mà người khác làm thế mình, nếu mà người không phải thiền tông không làm được đâu. Mà chỉ chỗ người thiền tông mới làm được cái thơ đúng với thiền tông thôi. Còn người khác muốn yểm trợ yểm được, ổng yểm trợ hơn nó thành ra cái thơ của thế gian, thơ của bà Đoàn Thị Điểm hay là Hồ Xuân Hương gì thôi, hoặc là thơ của Nguyễn Du thôi, chứ không có thể, không phải thiền tông được đâu. Rồi câu hỏi tiếp. Vâng, câu 18. Tại sao tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào vách đá trong hang suốt 9 năm không tiếp ai và không nói năng gì, khi ngài bị hại chết sao không được báo trước 3 ngày ạ? Bây giờ trả lời vấn đề mà ngồi quay vách. Ông làm bộ chứ làm sao ngồi quay vách 9 năm. Ông ngồi trong cái hốc đá đó, thì ông nằm ông ngủ nghe, mà nghe tiếng sạc sạc mới được. Ông ngồi lại, ông quay vô vách. Tức là ông không tiếp bất cứ ai, vì ông biết rằng tới cái ngày đó sẽ có con người đến tiếp nhận cái này. 9 năm sau ông thần quan sẽ đến, ông biết luôn. Vì thế mà ông ngồi, ví dụ là con vô, con hỏi ở làm thinh, ổng nói vậy. Có nghĩa là
con không phải là người tiếp nhận thiền tông này, ông nói. Mà con đi đi, ông đóng cửa, ông nằm ngủ. Ông làm gì đâu, thấy mặt con thì quay vách. Thì ta bảo là 9 năm diện bích chứ sự thật cao lắm mà. Một năm ba ngày mới có người hỏi thôi. Mới như người ta biết ổng rồi, ồ cái ông già này, ổng không tìm nói với ai hết thôi. Vì đâu phải, ổng phải đợi cái ông thần quan đến hỏi ổng. Mà trước khi thần quan, ổng phải thử ông thần quan có phải thiệt giả. Thành ông thần quan phải chặt cái cánh tay chân cho ổng mới chịu. Nghe không? Còn cái vấn đề mà chết thì nó thiên đạo ổng biết hết rồi, trăm mấy chục tuổi rồi thôi. Ổng biết rằng, phổ biến ra này người ta sẽ giết ổng. Nhưng mà ổng phải cũng phải né mấy lần để chi? Để cho thế giới sau biết rằng tôi né, nhưng mà sau cùng thôi, nó giết tôi cho nó giết luôn cho rồi đi. Chứ bây giờ nên nhớ rằng 100 tuổi đi còn khó, không chỉ là trăm mấy chục tuổi thôi, chết cho mẹ cho rồi đi. Chứ bây giờ 100 tuổi mà đi lụm cụm sao làm chi, sao mệt lắm. Mà đã truyền được thiền rồi mừng rồi, truyền được thiền rồi muốn đi thử đây để cho mấy người giết ổng cho rồi đi. Ổng biết chứ sao không biết. Thấy không? Thành ra nên nhớ mai mốt mà kiếm người đâu mà 8-9 tuổi đi có mạnh không? Đi đứng phải chống cậy, đi ba chân luôn, đầu đó có hai chân, giờ đi thành 3 chân, 4 chân luôn á. Thì thôi đi cho rồi đi. Thì ổng cũng vậy, ông trăm mấy chục tuổi thì thôi, ông trăm 16 tuổi thì ổng chết là phải rồi. Ổng thử lòng người có phải là ông thật nói có đúng không? Khi mà người ta phổ biến cái này ra, người ta giết ông luôn á. Ổng tin. Trời, tôi nói cho giải thoát mà không tin, ai về nói giải thoát giết liền. À, vì thế mà ổng khuyên trong cái quyền ký về giáo lý, nói là khi nào nói cho người ta biết, năm ba người làm ơn trốn đi nha, còn con mà con nói hoài nó giết còn ráng chịu. À, mà sợ dĩ tôi tính là cũng tính kỹ lắm à. Cái thiền tông này ra đời nó phải bằng căn bản luật pháp đàng hoàng, không luật pháp xin lỗi nó giết tôi lâu rồi. Sách vở phải xuất bản đàng hoàng, nhà tôn giáo và nhà luật xuất bản đàng hoàng chứ không phải nhỏ đâu. Rồi thứ hai, công bố cái này phải trình bằng chánh phủ mấy cấp được chứ không phải đâu. Mà khi công bố đó thì mình phải mời bên giáo hội và bên chính quyền qua để dự nữa. Thành ra tôi còn lưu lại đây, làm sao nói tôi lậu được. Đó, thành ra mấy mình đã nhớ rằng cái thiền tông này nó sống được là nhờ cái luật tín ngưỡng số 2 của quốc hội yểm trợ cái này, còn không có cái luật tín ngưỡng này chết liền. Bởi cái luật tín ngưỡng nó kèm theo cái bộ luật hình sự, ai có để ý tới cái bộ luật hình sự nó mạnh lắm chứ không phải nhỏ đâu. Chứ nếu mà không có cái luật số 2 và cái bộ luật hình sự đó, thì cái thiền tông nó dẹp liền tại chỗ. Giờ tính đi, tất cả người Việt Nam có ai tu giải thoát không? Hoàn toàn không ai nói tu giải thoát. Mà tôi tu để làm thì tôi nói vậy thôi, ai biết. Nếu mà tu giải thoát thì phải ghi cái bản tu giải thoát. Hoàn toàn không có chùa nào để giải thoát hết. Mà giải gì tôi cũng biết. Có gì thế mà mình làm cái phải bằng cái luật. Chứ còn nếu mà cái thiền tông ra đời không đúng luật pháp là không phải, không, xin lỗi, không, không quá một tháng chứ đừng có nói. Mà nay 2 năm mấy công bố 14 tháng 5 2017, nay 19 tháng 9 tháng 10 rồi, là tất nhiên thôi là năm 2 năm 5 tháng rồi mà nó vẫn tồn tại, nhưng mà nó đang rung rinh. Tôi nói thiệt, cái thiền tông nó đang rung rinh nè. Nhưng mà có rung rinh gì kệ nó, chết bỏ, nó có sập lúc nào cũng sập, tôi giờ tôi không cần. Tôi chỉ còn mong rằng tất cả những cái gì này về sau nó sẽ nhiều người biết vậy thôi, để giúp một phần nhỏ con người thế gian này. Giờ 7.5 tỷ người, tôi kiếm chừng khoảng 100.000 người về thôi, còn nhiều ổ đi lâu đừng lâu ngồi đâu có lũ kệ. Chứ đầu sao vớt hết nổi cái vợt mình có chút xíu mà không thể vớt nổi cá biển. Biết bao nhiêu cá biển, vớt được con nào hay con nấy thôi, trở về Phật giới thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, chúng con đã hết câu hỏi ạ. Và chúng con xin cảm ơn Thầy và Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã giải đáp ngày hôm nay ạ. Tiếp theo là câu hỏi tiếp theo là
trong từng giải đáp trước, bác có nói là sẽ công bố 22 cái đặc biệt của chùa Thiền Tông Tân Diệu mà trên thế giới chưa có. Vậy thì bữa nay không biết bác có công bố 22 phần đặc biệt này hay không? Bây giờ công bố 22 cái này thì không được. Bởi vì tôi phải đợi chừng nào mà UNESCO yêu cầu tôi công bố. Còn ở đây thì bữa hổm tôi có nói sơ một hai món rồi đó. Thôi có xài nhiều xài. Mình không thể ăn 100 món được. Làm vua mới ăn được 100 món. Cái người nào có quyền lên đây tôi sẽ nói hết cái 22 món này cho. Còn giờ thôi ở đây ăn một món hai món tôi đã nói rồi. Thấy không? Cái này phải để đặc biệt cho UNESCO. Đến hỏi đi tôi sẽ nói. Còn không mấy thì trong vài tuần nữa sẽ có những cái chuyện có người ta yêu cầu thôi rồi, sẽ tự động đi theo cái này. Thì sẽ biết hết tất cả những cái gì mà cái di sản này của chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có và để lại. Đó trước mắt mà không giải thích là không hoàn toàn không biết. Thấy không? Để trước mắt đó, giống như chữ chữ mà không có đó, không có rọi lên thì nó không hiện chữ được. Giờ thấy có đổ ra thì để trong cái dùng cái khuôn viên của cái chùa Tân Diệu nó có hết, nhưng mà tại không ai giải thích, chứ giải thích biết hết thì cũng nằm đây thôi. Cái di sản này bao nhiêu cái mà trên thế giới không có, nước Việt Nam không có, mà những cái đặc biệt cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này nói ra không có nơi nào nói, nó đặc biệt là vậy thôi. Nghe rồi từ từ. Còn cái này muốn nói ra thì nó có hai cái trường hợp. Một là UNESCO, hai là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ba là Chính phủ. Là ở đây tôi nói, tôi sẽ vừa báo cho tôi biết, ba ngày sau tôi in tôi phát luôn để về cho khỏi quên. Thấy không? Bây giờ thì không trả lời cái này được. Rồi qua câu hỏi khác đi. Trước đây con tập khí công để luyện hơi thở để tăng sức khỏe. Nay con tu theo pháp môn Thiền Tông thì con có được tập khí công nữa hay không? Bình thường thôi. Cái đó là có nghĩa là mình tập khí công, mình đừng có chấp là tu tập khí công để tôi làm cái gì đó, cho sức khỏe thôi thì được. Chứ đừng có nói tu Thiền Tông tôi tập khí công coi chừng nó lạc vô, ta nói ủa Thiền Tông phải tập cái này nữa hả? Thì không được. Thiền Tông không có làm cái gì hết đó. Đói ăn mệt ngủ mà không có làm cái gì hết trơn. Bắt chước Trần Nhân Tông đói ăn mệt ngủ khò cái vậy thôi. Thiền Tông nó vậy, nhưng mà mệt ngủ một phải đi tạo công đức, chứ không phải là phải làm có tiền được tạo công đức, chứ không phải đi di sinh tạo công đức, không phải vậy. Trần Nhân Tông đã nói nè, đói ăn mệt củ khò xong, tôi Thiền Tông vậy đó. Nó không có mệt, cây nhang còn không đốt mà chứ là còn lại ai, cúng ai. Bây giờ thế gian này mình nặng nhất á, là cái người vật lý, cúng tụng lại lục cầu xin đốt nhang xin xăm bói quẻ nhiều đó, rẫu bấy nhiêu đó thôi mình cũng khùng rồi đó. Bây giờ nó dẹp hết, tu Thiền Tông nghĩa là không dính bất cứ cái gì hết, làm sao thì còn cái gì sướng bằng cái Thiền Tông, thấy không? Ví dụ mình tu bất cứ cái gì cũng vậy, thì mình tu cái đó là phải chú ý tới cái đó. Mình tại đây không có tu gì đâu, có nghĩa là trong cái tánh Phật của mình giờ biết nó rồi, nó thấy nghe vậy đó. Mà làm sao bây giờ tánh Phật mà bây giờ nó chui vô cái tánh người, thân người, giờ làm sao hết tuổi thọ mang cái công đức về, có vậy thôi. Nhưng mà hiện giờ sống thì phải làm, có gia đình phải lo cho gia đình, có cha mẹ phải lo cha mẹ, con cháu phải lo con cháu, chứ giờ không để bỏ ha. Tổ quốc mình có ai xâm chiếm mình phải nhào ra mình đánh, mình cứu quốc, chứ không lẽ để người khác làm. Mình một công dân là một viên gạch của cái quốc gia này, không thể thiếu mình được. Trừ qua mình già quá thì mình đánh giặc bằng kiểu già, tuổi nhẹ đó, đánh giặc bằng kiểu nhỏ, thấy không? Đấy là bảo vệ tổ quốc thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con đọc trong sách có đoạn ghi như sau: vị phàm phu nào được tánh Phật nương nhờ không cho ai biết, nếu cho ai biết thì tánh Phật liền bỏ tánh phàm phu này ngay, và hậu quả thế nào thì Như Lai không nói. Vậy xin thầy giải thích rõ cái câu này ạ. Bây giờ con nói câu nào nó tầm bậy. Tánh Phật mượn hả? Ai là không tánh Phật mượn?
vô đây rồi thì mang thân người là ta, cái sự sống của mình, nó, tôi nói đây là ông Phật nói giống ai đó, nhưng mà tại vì hồi đó không hiểu, mình nói ra mình suy nghĩ tùm lum ta la được, mình tưởng tượng mình nói ra. Danh Phật nó là tự nhiên nó vậy, không có tánh Phật thì không thấy nghe nói biết được. Chính cái phát của mình đây là do tánh Phật nó phát, nhưng mà mình chưa có nhận được nó ra thôi, chứ nhận được thì nhận được rồi thì mình mới hiểu. Bởi vì cái tánh Phật không hiểu thành là nó mới dính vô cái tham sân si của tánh người, nó mới nhảy ra, nó hơn thua với cái thế giới này. À, cái câu hỏi này nó không đúng, không có tánh Phật vô đây bắt buộc phải mượn thân và tánh người hoạt động mới được. Chứ tánh Phật bây giờ nó chỉ là một cái điểm sáng thôi, mà nó muốn phát ra cái âm thanh nó phải dùng cái thân tứ đại nó phát được. Còn nó muốn làm cái gì thì nó có kèm theo cái suy nghĩ của cái thân tứ đại nó mới phát, nó mới làm được. Đó, gọi là người ta gọi là tánh Phật là sự sống, nhân quả luân hồi là do thân và tánh người, nó nằm vậy thôi. Con người nó có nhiệm vụ thôi, mình phải phân tích được cái này thì mới hiểu cái thiền tông, còn không phân tích được cái này thì hoàn toàn thiền tông mình không hiểu. Rồi mình cứ mơ tưởng tùm lum hết. Thế giới này căn bản ngũ thú tập cư, thần người ngạo quỷ súc sanh, mình không thể lại ông thần, ông thần ở cái ông nhiệm vụ quản lý, mình không thể lại ngạo quỷ. Ngạo quỷ là cái thứ muốn nói gì nói, mình không nói. Còn con người mình là công cụ cho tánh Phật mượn. Hai con đường: một, đi theo luân hồi; hai, đi ra ngoài luân hồi. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Từ khi con được truyền thiền đến nay thì con sẽ không còn xuất ra được bài kệ nào nữa. Vậy thì nhưng mà bạn của con thì lúc nào cũng xuất ra kệ, như vậy có phải con tu sai hay không? Bây giờ á, xuất kệ chi nữa, nó đạt yêu cầu thôi, mình lo tạo công đức đi, có công đức gì về thôi. Con đó cũng giống như con thi đậu bằng lái xe, muốn đi thi nữa ta đậu rồi thì cứ ra chạy đi chứ, còn đi thi nữa làm chi. Mình ta đậu, mình có kệ, mình đậu, ta truyền thiền, mình mới lo theo cái này, mình lo làm cái chuyện đi về. Con lưu xuất nữa rồi nó vô sao, nó vô ông thánh, nó vô rồi sao không đó, ông thánh nó kéo mình lại rồi còn khổ nữa ha. Đừng, khi nào mà tự động nó chảy ra thì mình lấy mấy bài kệ đem đến chùa gắn đi, để chi người ta đọc người ta ngộ thì mình có công đức. Tạo công đức này rất đơn giản, có nghĩa là tôi thấy có cái bài kệ là mấy người nào mà xuất kệ rất hay đem vô chùa gắn, tôi chuẩn bị tôi làm rất nhiều cái chuyện này ha. Thì người ta lại người ta đọc, ồ nên cái bài kệ hay quá, đọc tự nhiên người ta hiểu, tự nhiên mình có công đức, có vậy thôi. Đơn giản, cái chuyện đơn giản mình không làm chuyện gì. Có nghĩa là mình có kệ để đi khoe người khác thì coi chừng nó dính vào trong cái tham. Nên nhớ vậy đó. Đừng có mong xong rồi thôi, đừng có mong cái kệ từ nhiều tự động nó phát thì tốt. Còn mình đi kiếm thì coi chừng ông kia ổng cho mình. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là: tại sao đến đời tổ thứ 33 lại cắt y của Đức Phật ra làm hai, một phần thì theo bát chôn theo bát ăn cơm của Đức Phật và một phần thì đắp vào tượng của tổ, là có ý nghĩa như thế nào ạ? Bây giờ đó, trong 32 ông tổ ông nào cũng biết chữ, ông nội này không biết chữ. Không biết chữ có nghĩa là dòng thiền tông phải chấm dứt, không truyền nữa. Là thứ nhất, không truyền nữa vậy sao? Đồ nghề đem cắt đi. Thì cái áo ông chết ra thì tôi cho ông quấn vô tông ăn, còn có nhiều ông đi chôn hết đi. Bởi vì thành ra cái quyền ký phải chôn luôn á. Nhưng mà nó chôn và trước khi chôn thì phải dịch ra 600 quyển của người Trung Quốc. Nên nhớ rằng cái quyền ký khi chôn là chôn cái bản gốc của cái trước. Còn quyền ký mình nắm đây là do Võ Tắc Thiên cho in ra 600 quyển bằng tiếng của Trung Quốc ngày xưa. Đó là chấm dứt nguồn thiền tông được truyền. Vì thế mà tổ 34, 35, 36 không được truyền mà chỉ được chứng nhận thôi. Khi nào thiền tông được khôi phục thì
dòng Thiền Tông sẽ bắt đầu truyền lại giống như Đức Phật đã truyền cách mấy ngàn năm trước truyền cho ông Mahakasyap. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận phải lập lại và truyền lại đúng theo cái quy tắc đầu tiên của Đức Thích Ca truyền cho ông Mahakasyap xuyên qua 33 vị tổ Thiền Tông có truyền thiền. Ba ông sao không có truyền thiền, vì thế mà người ta không có xếp vào Thiền Tông. Nhưng mà trong quyền ký ghi rằng đất rồng là cái đất xuất phát Thiền Tông, thì đất rồng phải có ông vua tu thành Phật để nó bảo vệ được cái dòng thiền này. Ở đất rồng mà không có ông vua tu thần tộc, cái Thiền Tông không thể công bố ra được. Anh không có bằng chứng thì là anh không làm được. Mình sở dĩ mình công bố được là bằng chứng là nước Việt Nam có ông vua tu Thiền Tông, ông thành Phật, thì giờ phải cho tôi công bố. Chứ nếu mà học ông vua mà không tu thành Phật nha, thì hoàn toàn cái Thiền Tông này không công bố được. Vì thế mà ông Thích Ca ông chọn cái này là có lý do. Ông biết rằng tới cái thời này, nếu mà bây giờ bất cứ cái Thiền Tông này mà đi vô nước nào cũng hoàn toàn nó dẹp hết, duy nhất chỉ có nước Việt Nam. Mà ông còn dám nói là cái nước Việt Nam phải tới cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa mới công bố cái này là được. Còn nếu mà tư bản hoàn toàn nó dẹp ở đây, tôi nói thiệt bây giờ nói thật, cái gì nó phải có rõ ràng cái đấy chứ không phải mà nói tự nhiên đâu. Bây giờ khi công bố quyền ký ra mà nói là cái quyền ký là nó giả, mời tất cả người nào nói giả đến cái chùa Tân Diệu đâu chắc. Bây giờ tôi giả tôi không biết, giả thì tôi không cần biết, nhưng mà vấn đề cái gì thiệt, cái gì giác ngộ giải thoát anh nói đi, cái gì giác ngộ giải thoát anh thầy nói trước đi. Tôi giác ngộ giải thoát nó là vậy đó, nếu thầy này giả thì cái gì của ông tốt đâu, cái ông nào giác ngộ giải thoát lại đây nói chuyện. Mà tôi nói bằng luật pháp chứ phải không, chứ bây giờ tôi nói thiệt cái chuyện mà ông Phật giết mấy ngàn năm trước có đúng không, bao nhiêu qua người qua dịch làm sao biết được. Thì bây giờ trên thực tế lộn được cái gì thì đưa ra cái nấy. Đưa ra cái nấy thì bây giờ ông Phật ổng nói giác ngộ là vậy đó, trái đất nó vậy, con người nó vậy đó, nhân quả luân hồi tam giới Phật giới nó vậy đó. Còn ông nói giờ Phật giới ở đâu ông nói tôi nghe. Nếu không phải thì đưa cái Phật giới khác, nếu không phải đưa cái tam giới khác. Nghe không? Nói nhân quả luân hồi không phải đưa cái khác. Đó bây giờ tôi cho nói tự do chứ. Nhờ cái này không cứng thì cái này nó đã dẹp rồi, chứ không còn sống mà này mấy năm đây ngồi nói chuyện là hoàn toàn. Nếu mà trường hợp không có thể một ngày nói được luôn. Chính quyền người ta biết chứ, chính quyền người ta biết đó. Ủa tại thì cái này nó rất rõ chứ. Vừa rồi á, trả lời có cái anh gì ở Tân An đó, nhớ ổng cũng theo dõi, ổng cán bộ nhà nước mà. Ổng khu 2015 ổng cũng theo dõi này. Vừa rồi nếu ai có coi cái câu hỏi tuần rồi đó thì ổng có sẽ nói này, ổng đánh giá về cái Thiền Tông là rất hay. Một cán bộ nhà nước chứ không phải nhỏ đâu, mà cán bộ cấp tỉnh thì ổng nói thì đâu có sai được. Thì bây giờ tại nếu Thiền Tông mà này không có vấn đề bài bản thì hoàn toàn dẹp tức khắc, bởi vì nó phá toàn bộ cái hệ thống kêu bằng tín ngưỡng hiện tại. Tín ngưỡng hiện tại là nếu mà Thiền Tông mà nó đúng ra đó, thì tất cả tín ngưỡng hiện tại nó đều không có đúng bằng sự thật, mà nó sai cái đạo Phật. Đạo Phật chủ trương giác ngộ và giải thoát, không ngoài ra không có gì hết. Mà giờ trên 17.000 ngôi chùa có chùa nào dạy giác ngộ không? Hoàn toàn không có. Có chùa nào dạy giải thoát? Hoàn toàn không có. Vì thế mà chùa Thiền Tông có tuyển thủ công bố ra là nói cái chuyện này, nếu mà sai thì bị đóng cửa liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu, tại sao cúng dường phước đức lại tăng lên theo các quả vị tu, như từ tu Đà Hoàng cho đến vị tu vô tu vô chứng? Sao cúng dường sao? Cúng dường phước đức lại tăng lên theo các quả vị tu, như từ tu Đà Hoàng cho đến vị vô tu vô chứng. Ai nói phước đức mà nó tăng lên là đâu có cái chuyện đó. Anh làm phước đồng thì cái đó có đồng thôi, hai đồng chứ làm sao tăng lên.
Còn chuyện mà tu đầu hoàng tư đà hàm đó là cái chuyện đó, là cái chuyện tu thứ lốt của cái thế giới vật lý này, thành quả theo thế giới vật lý. Chứ làm sao mà vô lên vô tu vô chứng được? Vô tu vô chứng là bên thiền tông mới nói thôi. Còn tu đà hoàng tư đà hàm, a la hàm, a na hàm, a la hán là nói về thế giới vật lý, bốn cấp của tu để đạt tứ quả tinh văn. Chứ không, câu hỏi nó sai không đúng, thấy không? Cái câu mà vô tu vô chứng là nói về cúng dường sau cùng. Một vạn đức Phật, cúng vào một vạn đức Phật không bằng một cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Mình tìm cái ông này mình cúng đi. Bây giờ tôi nói thiệt, một vạn chứ tôi 10 vạn đức Phật cũng không thua gì. Một ông Thích Ca mình còn chưa gặp mà hướng chưa là một vạn làm sao mình gặp. Thấy không? Có nghĩa là cúng ông Thích Ca thì có phước chứ không phải không, nhưng mà điều phước thì ông xài. Còn mà muốn về Phật giới là phải công đức ông mới về, chứ phước đem qua bển đâu có xài được. Mà nó đâu có đổi là đổi được đâu, nó đâu có đổi giờ giống như tiền giấy mà đổi vàng không có được. Này, cái thế giới này phước đức là phước đức không có đổi. Công đức là công đức, ác đức là ác đức không có đổi gì tại thế giới này. Ba giới một dương, hai là âm, ba ra, có vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Ham muốn về Phật giới mãnh liệt có phải là động lực để thôi thúc mình đi tạo công đức hay không? Khác. Ham muốn mãnh liệt là tôi chỉ một lòng muốn về thôi, chứ ai nói gì tôi không nghe. Biểu cúng tôi cũng nghe, tôi không làm. Có nghĩa là kiên cố một đường về Phật giới thôi. Mãnh liệt là chỗ đó đó. Còn chuyện mà ham muốn tạo công đức là cái chuyện đó mình phải tạo. Bây giờ trong thế giới này mình tạo công đức mà có bị bôi đen chạy nó. Khi nào nó nhiều rồi mình muốn về thì ví dụ mà 80 tuổi mình chết đi, 75 ông thần nó nói khỏi bôi, mày muốn chửi lộn tao cũng cho mày sáng cho mày đi. Khi công đức đã có rồi ông thần cũng không ra hết rồi. Giờ có chấp cỡ nào cũng không thảo thầy để ẩu không bôi mà. Thấy không? Thành ra mình phải hiểu cái nguyên tắc này, còn không hiểu thì mình sẽ tưởng tượng ra đủ thứ hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông không chọc phá gì cô hồn, vậy thì cô hồn có phá gì mình hay không ạ? Bây giờ á, cái tu thiền tông á, mình nói ra là mình phá rồi đó, thấy không? Nhưng mà nên nhớ rằng ổng cười vì nó trúng cái tim của ổng rồi, cái chuyện vũ của ổng mình nói để đó. Tuy cô hồn nó không có ghét mình đâu. Ví dụ cái anh đó ăn cắp, ăn trộm á, mình chỉ mặt ông đó, mày ăn trộm. Nó biết cái thân phận nó cười chứ nó đâu có nói này, nó đâu có cãi lời mình. Còn cô hồn cũng vậy, mình nói cô hồn. Nhưng mà nên nhớ rằng cái thiền tông ra đời, trong đó có cái loại cô hồn mà nó để có cái nhiệm vụ và nó để ngăn cản không cho về Phật giới. Là cô hồn nó chặn đường á, cái ông này nó làm qua tiêu giả. Trong cái số này nó có những cái cô hồn làm qua tiêu giả. Mình bước ra hoàn toàn, nếu mà công đức vô lượng thì nó không làm được ha. Còn cái công đức mà lem nhem á, bắt đầu nó đưa ra trước, đưa ra thử 2-3 lần. Lần thứ 3 không được thì mình mới đi được. Vì thế mà trong cái sách mà của cái Thiếu Lâm Tự, ai mà vô tu Thiếu Lâm Tự mà muốn nó đi ra ngoài đó để mà mở một cái đạo tràng riêng thì phải qua những cái tai thử thách của Thiếu Lâm Tự. Anh phá được 3 cái dòng dây này thì tôi cho anh đi ra, anh sẽ lập cái đạo tràng riêng đó. Thì cái thiền tông này cũng vậy, anh muốn về Phật giới thì anh phải qua cái thử thách của mấy ông cô hồn này nè, của mấy ông thánh này nè. Thì qua rồi thôi, ông thử 3 lần mà thôi này nó thiệt, nó muốn về thiệt, mà mình không phá ra được đâu, thì thả cho nó về. Thì qua tiêu thiệt, nó xuất hiện liền. Ông Phật biết, vì thế giới này, ông Phật biết là thế giới này là của thế giới vật chất, là của cô hồn nó quản lý cái này. Vì thế mà nó thử đầu thì bây giờ nó thả, thì ông Phật cũng vẫn phải làm qua tiêu thiệt, dẫn mình đi. Để hiểu thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Vì Lê Đức Hải ở quận 12 có hỏi như sau: thế nào là hành muôn pháp mà không bị nhiễm? Là gì, đọc lại. Hành muôn pháp mà không nhiễm. Thế là muôn pháp mà không nhiễm hả? Có nghĩa là cái câu này là anh làm gì làm anh thanh tịnh, là phải chỉ tuyệt đỉnh về thiền tông.
bất cứ làm cái gì mà anh đừng khởi niệm. Khởi niệm là thanh tịnh rồi, thì làm sao nhiễm? Nhiễm là khi nào mình khởi niệm, nghe không? Thì câu này ý nói là nghĩa là hành muôn muôn pháp, là tất cả những chuyện gì mình làm mà đừng khởi niệm, thanh tịnh là không nhiễm. Nó ta dạy mình cách tu, dạy cách tu thiền tông là cái câu này. Rồi con hỏi gì? Trong kinh An Vị Phật có hai câu như sau: buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lê chân bảy lộc ba lừa. Vậy thì hai câu này nó ý nghĩa như thế nào ạ? Đầu tiên á, nói đúng là đầu tiên Đức Phật ông lập ra cái đạo thì ông đi ra tu rất khó. Nói đúng là khó là ông bày cho cái thế gian này, chứ đã ông thành Phật rồi, ông biết hết rồi, thì ông cũng làm bộ ra ngồi thiền. Ngồi thiền kiểu ôm nhách không được thì ngồi thiền cho mập cũng không được, rồi đủ chuyện hết á. À, rồi sau cùng ông đi tới, ông đi tới cái gốc cây Bồ Đề, lúc đó ông đã chứng A-la-hán rồi đó. Ông ngồi đã 49 ngày cây Bồ Đề gì, thì tôi đã nói kỳ rồi. Kỳ thứ nhất, 9 ngày trước là ông biết rằng cái thế giới vật lý này nó vậy đó, trái đất này nó quay theo nhân quả luân hồi nó mới ra vậy, 9 ngày. Rồi 19 ngày chứng được tam minh ba cái sáng, 29 ngày chứng được lục thông, 39 ngày chứng được tứ vô sở quý, 49 ngày thập bát a la hán, chứng a la hán. Thì ông mới thu lại, ông nói là bây giờ ta sẽ trong 3 ngày nữa ta sẽ phát đạo, ta phải thành đạo. Thành đạo là cái gì? Ông ngồi gần 4 giờ sáng canh ba, canh tí canh ba là sao mai vừa mọc, ông phóng hồng quang đấy. Ông dùng cái thuật ông phóng hồng quang, chứ Phật hồng quang đâu. Hồng quang là a la hán sử dụng phép thần thông của 18, vung cái điện từ dương đó ra, nó dùng sáng rực ra, thì người ta mới tin. Mới bây giờ á, hồi xưa đó phóng hồng quang được, chứ giờ mình phóng hồng quang dễ lắm. Thấy không? Ông Phật này muốn phóng hồng quang làm sao mà tôi bật công tắc nó phóng ra liền. Thì hồi xưa ổng cũng vậy thôi, ổng cũng sử dụng điện từ ổng phóng hồng quang, thì mình giờ cũng phục sử dụng điện từ phóng hồng quang có sao đâu. Giờ ai ngồi đi gắn cái hồng quang đừng bỏ tiền, 1, 2, 3, 4 là tôi biết hồng quang phát, vừa phát bật công tắc nó phát ảo. Ổng lừa người ta thôi, ông Phật hình như ổng lừa người ta thôi, chứ làm gì có cái chuyện đã thành Phật ở trên cõi trời độ xuất xuống đây. Là ổng thành A-la-hán, ổng lại chi cho cái thế giới này biết rằng ổng thành Phật. Mùng tới canh ba sau mai giờ mà ổng thành Phật. Thành cái gì? Ổng lừa người ta là ổng thành A-la-hán, chứ ổng 18 phép thần thông mà làm sao mà ổng làm gì cũng được. Cái con xin lỗi, con voi dí ổng mà ổng đứng tại chỗ mà voi dí không được. Thấy không? Ông dùng điện từ ông quá giải, chuyện do nó hết rượu rồi bắt đầu ông so nó quỳ liền. Cũng như ông vô não, dí ông đứng tại chỗ mà ông kia chạy hoài không tới. Lực đẩy mà lực điện từ dương nó đẩy ra sao ông chạy tới nữa. Đó, thành ra về thế mà. Ông kia nó cù đàm đứng lại, ta giết ông, ta đứng lâu rồi mà tại ông chịu đứng, ông cứ chạy hoài. Khai thị câu đó, ông vô não, ông chứng đạo, ông ngộ đạo. Buông đau liền, quỳ gối lại Đức Phật, tu theo Phật. Gọi là buông đau tu Phật chứ không phải thành Phật. Buông đau tu Phật. Người ta nói là buông đau thành Phật, thành cái gì? Muốn thành thì phải tạo công đức lâu lắm. Buông đau tu Phật. Bởi vậy mấy chùa mà để sai thì làm ơn sửa lại mai mốt mình. Buông đau tu Phật chứ không phải thành Phật. Muốn thành Phật lâu lắm chứ không phải thấy đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Vậy thì ở đây hiểu như thế nào ạ? Dễ ở cái hồi đó mình không hiểu á. Cái linh thiêng là ai? Nghe cái miếu linh thiêng lại chết mồ luôn. Bây giờ đó, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ. Thiên cơ cái linh nó lại là cái bà của hồn. Thiên cơ là cái chuyện đó đó. Thấy không? Tất cả những thế giới hiện tượng này, đi vô thiền tông hiện tượng này nó nói hết rồi. Khỏi có linh thiêng gì rồi. Linh thiêng thì có đối với cái người mà không hiểu.
Đây là cái thuật, tất cả những gì ở trên thế gian này đều hoàn toàn là lấy âm dương của điện từ tạo thành ra cái quyền linh. Có vậy thôi. Chứ bây giờ mà cái quyền linh bây giờ, tại vì người ta không biết, chứ giờ thế giới này người ta làm quyền linh nhiều lắm. Bây giờ con suy nghĩ này, nguyên một cái khu rừng, cái khu tối ha, tự nhiên có đèn rọi vô nó sáng trưng. Như xin lỗi, quyền linh của mấy ông thánh còn không bằng cái thế gian Việt Nam nữa. Bây giờ nó bắn pháo bông lên một phát nó sáng rực lên đây. Hồi xưa mấy ông kia có làm được không? Cao là lé lé chút xíu thôi, bắt đầu lại chết luôn. Bây giờ nó bắn ào lên ba cái mà kia mà nó bắn pháo bông nó bắn, thì cũng là do sức sáng của điện từ âm dương chứ có gì đâu. Thấy không? Bởi vì hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ, diệt mai liệu trước ai ngờ. Bây giờ mình hiểu rồi thì tới cái chuyện đó là chuyện đối với cái thiền tông coi tầm thường lắm. Nhưng mà đối với người không biết hết sức sợ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Ngày xưa con tu theo đạo mẫu, bây giờ thì con đã tu theo thiền tông. Thì bác cho con hỏi là sau khi mà tới phút lâm chung á, thì phải chuẩn bị những cái hậu sự như thế nào và dặn dò cho người nhà như thế nào ạ? Còn cái đám táng ta phát lên mạng rồi đi coi chỗ đó. Giờ hỏi kinh nghiệm mấy cái người bữa kiếm cô Thoa đi. Cô Thoa Bình Dương đó, tổ chức nhiều cái đám táng á, thì làm ơn hỏi cổ á, cũng hướng dẫn cho. Phải không? Ngoài Bắc cũng có nhiều người tìm, ở vùng nào thì tìm người đó. Chứ người ta đã nói rõ rồi. Phải không? Thì chứ đây đâu không cần nói cái này đâu. Nó muốn tổ chức thì trên mạng ta đã phát rồi, cứ coi theo đó, hoàn toàn không có cúng. Nhưng mà cái bàn thờ phải trang trí có bông trái thôi, có nhang thôi, nhưng mà điều hoàn toàn không có cầu xin lại lục, không có giấy, không có cái bài kinh tiễn Phật gia về Phật giới, mở đó đủ rồi. Mà nếu mà đi ra là mà tiễn Phật gia đi ra một nơi ra đám mã hoặc đi vô cái lò đó, thì mình sửa lại chút. Thấy không? Tiễn Phật gia vô lò. Còn cái chuyện mình về được hay không do mình. 5 phút là mình đi rồi. Còn giờ tiễn Phật gia này là vô ra đám đất và vô cái lò vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là thần hộ pháp là ai và có nhiệm vụ như thế nào ạ? Thần hộ pháp là một vị thần phụ trách làm cái pháp môn vật lý á. Để chính cái thần hộ pháp này nè, nó sẽ làm cái hiển linh. Tất cả những chùa vật lý mà linh á, thí dụ hô thần nhập tượng là do cái hộ pháp này. Cái hộ pháp này ổng làm linh. Còn ổng làm linh thì ổng nhờ cái ông cô hồn giúp ổng. Vì thế mà ta mới hô thần nhập tượng. Chính cái ông thần hộ pháp nè. Bởi vì muốn linh mà muốn này kia nọ, phải ông thần hộ pháp phải làm cái này. Vì thế mà thành ra phải thờ trước cửa chùa. Còn thần Kim Cang không được thờ chùa mà thờ trên cao quá. Thần Kim Cang phải thờ trên cao. Còn thờ trước cửa chùa là thần hộ pháp hoặc là ông Tiêu. Cái ông mà bị kéo cái lưỡi dài đó. Thì hai ông đó mới hộ pháp mà thế giới vật lý. Là tu có thành công. Bởi vì anh muốn tu mà được thành quả thì phải có thần hộ pháp giúp anh mới tu được. Mình muốn ngồi thiền, 5 phút sau thấy ông hộ pháp cho mình thấy. Có vậy thôi. Còn biểu ổng ban phước là ổng có phước. Thì nó ta giúp ông linh thôi chứ. Anh được cái này kia chứ mà giúp ông trúng số không được. Nó ông có làm cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Làm sao để phân biệt được tín ngưỡng và đạo giáo? Tín ngưỡng là tin một cái gì. Thí dụ mình thờ cúng này kia nọ là tín ngưỡng, đạo giáo. Đạo giáo á, nó khác nha, mà tôn giáo nó khác. Cái đạo giáo á, giống như bây giờ á, mấy cái miền ở dưới á, hoặc là miền Bắc nó có những cái đạo này đạo kia đó, gọi là đạo giáo. Nó có cái lý thuyết riêng. Còn tôn giáo, trước nhất là phải ông Thượng Đế ở trên, ở dưới là con Thượng Đế, rồi Thánh Thần hai bên hỗ trợ ổng, gọi là mà thành ra một tôn giáo. Tôn giáo là phải có một người suy tôn. Còn đạo giáo là mình nói tôi thành lập cái đạo này, nói ra này nói kia thôi. Ví dụ bây giờ có nhiều khi ông Đạo Dừa ở đây, mình nói Đạo Dừa, ông biết ông thuyết gì đó, nhưng mà uống nước dừa ông sống.
thì người ta nói ông này sống bằng nước dừa, người ta gọi ông đậu dừa. Rồi có cái thuyết á, thì nói là ai nói gì ông cũng vừa ý hết á, thì gọi là vừa, cái gì cũng vừa hết, gọi là đậu vừa. Hai là đậu dừa, hai ba một là đậu vừa, vừa ý ai ông ấy. Cái bảo cái gì ông cũng chịu hết á. À, thì đây, nhưng mà tất cả gì nó cũng có thuyết. Vì thế mà ông Nguyễn Thành Lam, ông chết là ông có để những cái bài, những cái câu kinh á, ông viết lại đó, thành ra đó gọi cái đạo dừa, gọi là đạo. Thì nói đúng là miền Tây rất nhiều đạo, mỗi một cái núi nó có cái đạo. Nhưng anh tu được cái gì anh nói cái đạo đây. Cũng như ông Thanh Sĩ á, gọi là đạo Thanh Sĩ, ông có những cái bài thơ rất hay mà ông nói về vật lý chứ còn giải thoát, nhưng mà ông có đề cập giải thoát, nhưng mà không đúng giải thoát, không đúng. Ông chỉ nghe giải thoát rồi ông ghép vô giải thoát thôi, chứ sự thật hoàn toàn không hiểu, không hiểu giải thoát là cái gì. Rồi câu hỏi tiếp, câu tiếp theo là người tu chứng được tha tâm thông và người tu chứng được huệ nhãn thì có giống nhau hay không? Huệ nhãn khác, tha tâm thông khác. Huệ nhãn có nghĩa là nhìn thấy được cái cõi đây và cõi trên, huệ nhãn. Còn tha tâm thông thì chỉ thấy được rồi của hồn thôi, từ cái đẳng cấp thấp hơn. Còn huệ nhãn là thấy cô hồn, thấy cả tầng địa ngục. Còn nên nhớ là cái tha tâm thông không thấy địa ngục, mà chỉ thấy được cái loại cô hồn thôi. Còn cái huệ nhãn thì thấy được cõi trời luôn, thấy những cái vô hình bằng điện. Huệ nhãn nhìn thấy ông thần luôn à. Còn cái tha tâm thông không thấy nhìn thần được, ha. Mà thấy cô hồn lang thang thôi, chứ mà cô hồn chánh gốc tha tâm thông cũng không thấy được. Cái lực yếu lắm, chỉ thấy nhỏ nhỏ. Mà thấy những cái cô hồn gọi là nhỏ nhỏ lang thang đó thì thấy đi gì chi, nhờ mấy cái người này đi mách. Nếu giờ tao đang lại cái nhà số mấy á, tao nói thì mày làm ơn mày hỏi vậy, mày vô mày điều tra giùm tao đi, rồi mày nói tao nghe. Thì nó nói nghe cái vô coi bói y chang rồi đó, nhà ông có mấy người sao nó hết, người ta tin vậy thôi. Đó, bây giờ bởi vô thiền tông mới hiểu được cái này. Hiểu được cái này, ô cái chuyện đó, cái chuyện nó lừa mình thôi chứ làm sao. Bây giờ thí dụ mình biết như vậy, có cái gì được, cái gì hơn cho mình nữa, không còn. Có cái là mình móc túi ra, mình cúng cho người ta thôi. Nó ồ, cái ông này chắc thành thánh, thành thần gì không biết. Thành gì cái đó, tại vì cái tần số người ta hạ được, thì người ta thấy đâu thôi. Nhưng mà mình thấy nhiều quá, rửa nữa mình chết, mình theo cái đám đó luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Đặng Phương Thành có hỏi như sau: khi còn sống nơi thế giới này thì mình, khi mình tạo được công đức bắt buộc vị thần phải bôi đen để mình được lưu hành ở đây. Vậy hiện giờ con cứ sống bình thường, đợi đến khi về già con mới lấy tiền để dành ra in sách Thiền Tông để tạo công đức. Vậy khi chết con có về Phật giới được hay không? Thua chứ, thua. Công đức mình nhiều ít thôi. Bây giờ nói đúng ra mình có dịp tạo được đồng nào hay đồng nấy đi, rồi từ từ. Lâu lâu mình tạo cũng sớm được công đức để chi nó bảo đảm. Chứ bây giờ mình đợi tới đó rồi, không biết rồi tới đó rồi cái Thiền Tông này nó còn không? Ví dụ Thiền Tông tôi nói 100 năm chứ rồi còn 40 năm đó, mà ông sống, ông chưa tạo ra được rồi ai nghe? Cái thế gian này, ông Phật ông nói là Thiền Tông này nó chỉ duy trì được 100 năm. Nhưng mà ông nói là trong vòng 100 năm thôi. Nhưng mà hiểu cái thế giới này nè, nó đang biến chuyển thì nó có thể tồn tại được 100 năm nữa không? Nhưng mà để hiểu nè, giờ nào tạo được công đức cứ ra cái tạo đi. Rủi mà trái đất nó có nổ tung nữa, mình sẽ thành trụ ấm thầm mình cũng được về. Cái đó mình cái gì phải làm ấy đi. Nhưng mà ông thần ông biết nè, ông thần ông thấy cái tuổi thọ trái đất ông biết. Thấy không? Mình phải nên nhớ rằng khi mà ông hiểu rồi, ông hiểu rồi thì những cái công đức ông không bao đen để cho mình đi. Đó, thì bởi vì công đức bao nhiêu cũng được, ít để mở được con mắt thôi, để nhìn thấy qua tiêu đi. Chứ còn giờ có công đức mà con mắt mình không thấy, làm sao thấy qua tiêu đi. Vì thế mà bắt buộc con mắt phải mở to hoặc mở nhỏ, mặt hí hí cũng phải thấy để đi. Nha, phải cố gắng phải làm sao. Có nghĩa là rảnh, giờ nào tạo được thì cứ tạo, chứ đừng có để đó là, đừng có tưởng đâu, thôi chừng nào tôi khát nước rồi tôi đào giếng. Chết nhắc, vì cái đầu để sẵn nó đi, chừng nào khát múc uống.
Chứ nó để tôi thầy giảng làm để đi chừng nào khát nước rồi tôi đào, mình biết chừng nào thầy có nước, đào 10 cái nó mới có nước rồi sao đây. Rồi hỏi tiếp đi. Người nào mà nhận ra được tánh Phật của chính mình và hằng sống với tánh Phật ấy thì chắc chắn được giải thoát. Vậy cho con hỏi là hằng sống với tánh Phật của mình là sống như thế nào ạ? Nói tầm bậy. Thế gian này biết mình có tánh Phật chứ ai biểu mình sống tánh Phật. Ông Phật có nói đó là khi mình thì muốn sống tánh người thì phải lượng. Có nghĩa là hồi xưa mình không biết tánh Phật là cái gì, giờ mình biết tánh Phật rồi thì mình phải sống bằng tánh người, làm việc cái gì cũng bằng tánh người. Nhưng mà nên nhớ rằng tánh người phải pha vô nhân nghĩa lễ thi tính vô để đừng có sai. Chứ ngồi sống tánh Phật thanh tịnh rồi đang lái xe đi cho ngồi tánh Phật dám không, chạy 500 thước là đã gây tai nạn rồi. Ông Phật đâu biết lái xe mà cái tánh người nó mới lái mà cái thanh tịnh rồi không cần đèn xanh đèn đỏ cái chạy hoài rồi đâu chừng nào chết. Nó mình phải hiểu, có nghĩa là tánh Phật bây giờ ra đời biết tánh Phật nó vậy, tánh người nó vậy, kêu bằng phải sử dụng đúng hợp lý hợp tình. Ông Phật việc dạy thôi chứ đừng có nó ngồi nó sống với tánh Phật, có chuyện đó đâu. Tánh Phật là biết để đó, thế gian này sống với tánh người để mà hiểu được cái quy luật vật lý của con người, né tránh. Chứ bây giờ tập đang ở thế giới là người đưa tánh Phật vô làm sao sống. À, hỏi trật lắc thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Người tạo ra được thật nhiều công đức rồi, khi chết chung ấm thân xuất ra, liền khi đó hoa tiêu của vị Phật xuất hiện liền với màu vàng sáng trưng. Vậy cho con hỏi màu vàng đó có giống như màu vàng của ánh mặt trời hay không? Bây giờ đó tôi nói cái bất tự không khả thiết. Nó màu vàng thì biết ông Phật nói cái màu vàng sáng trong, sáng ánh vậy thôi. Rồi con, mà tôi cũng đâu có thấy nó lần nào đâu. Chỉ ông trong sách nó viết, tôi viết lại thôi chứ tôi có thấy cái màu đó hồi nào đâu. Thấy không? Nhưng mình phải biết rằng, lục tổ có nói chim nè, tất cả trong cái màu đó mà có cái gì ẩn trong đó là giả đó. Ông nói vậy thôi. Chứ phải hiểu chứ. Nhưng mà nên nhớ một cái điều. Khi mình có công đức thật nhiều rồi thì thần, thánh, kiểu mà đức trọng quỷ thần kia nhiều quá thì ổng nói thôi đi về đi, đủ sức rồi thôi. Bởi vì ổng không dám lại gần, ổng là cái màu âm, màu đen, mà nó chiếu vô ổng chịu nổi thì ổng phải dạt đi. Nó thầy vậy thôi, là kinh là tại thần thánh nó kinh là gì? Là vì nó không dám lại gần, chứ không phải gì, chứ không phải tử tế gì đâu. Thì hoa tiêu mình đi ra mà ông Phật thấy là cái hoa tiêu vừa xuất hiện là ông hoa tiêu thứ thật xuất hiện rồi đi liền, còn cái thứ mà phân nửa này kia là ông còn nắm được, ông đứng bên cái đèn ông nắm lại, ông hỏi cho chắc thì đi thôi. Nhưng mà đi ra ngoài ông thánh ông vẫn thử mình, ông thử mình còn có phải tiệt không, còn cái mà nhỏ xíu công đức nhỏ xíu mà mình mở mắt được rồi thì phải dùng cái thuật. Ông cũng làm bộ, ông hù dọ mình vậy thôi. Thấy không? Rồi sau đó thì ông cũng thả mình về. Mà thả về thì ông Thánh phải thử 3 lần. Chính ông Thánh này ông thử mình thử coi con mới thiệt tình không? Hay là muốn đi thử đã chứ cái nó thôi tôi muốn vô, tôi theo Phật này, Phật thế gian này. Là ông hiện ra thì mình nhào vô dê sống với ông. Đó mình phải về Phật giới là nó có nghĩa là nhiều thử đoạn lắm, người ta thử mình phải hiểu thế giới này. Còn nếu mà mình không hiểu cái này thì cái thiền tâm mình không hiểu nổi đâu. Thành ra mình tưởng tượng ra những cái câu hỏi này gọi là câu hỏi tưởng tượng, hỏi rất sai. Rồi hỏi tiếp đi. Phật đản sanh có nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và khi chuẩn bị nhập Niết Bàn thì Đức Phật có nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Xin bác giải thích rõ hai câu này cho con được hiểu. Giai hữu Phật tánh, thành Phật, thành Phật đạo luôn. Thiên thượng thiên hạ, bây giờ nó bảy bước. Nói về thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới trời, gọi là trên trời dưới đất. Cái ngã là số 1. Là sao? Ông nói số 1. Muốn đi đâu đi? Tôi muốn lên trời, cái ngã tôi đi lên trời được. Muốn xuống đất tôi xuống đất được, xuống 18 tầng địa ngục tôi xuống được.
là cái ngã con người là duy ngã độc con người. Cái ngã con người mới làm được cái này thôi. Cái ngã con người muốn về Phật giới cũng là cái ngã con người đưa ra khỏi đi về Phật giới. Còn cái ngã con người là số một là vậy. Có nhiều người ta tưởng là duy ngã độc tôn là cái ngã là chân chánh. Không phải, cái ngã con người làm được tất cả gì. Lên trời tạo phước vẫn làm được, xuống địa ngục vẫn làm được, về Phật giới làm cũng về được là vậy đó. Là duy ngã độc tôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Phan Thanh Đạt ở Bình Định có hỏi như sau. Con có mẹ già hơn 80 tuổi, vì tuổi cao sức yếu nên đọc sách chỉ được quyển 7, 9, 11 và hiểu không sâu được về Thiền Tông. Vậy con cho tiền mẹ để mẹ lấy số tiền đó in sách Thiền Tông để cho người khác hiểu được pháp môn Thiền Tông. Vậy mẹ có tạo được công đức trong sáng hay không? Được, do cái tiền bất cứ cái nguồn nào, nhưng mà từ của bà đưa ra giúp cho người đó, công đức về người đó luôn. Nha, bất cứ ở đâu, kể bà lộn tiền cũng được nữa. Lộn tiền mà bà không xài riêng, bà đem và in kinh sách máy móc bà tặng cho người ta. Người đó có hiểu cái này thì bà có công đức. Nhưng mà có một điều là nếu không được truyền thiền thì làm ơn coi kéo trên mạng xuống lấy cái lời dặn dò về Phật giới thu cho bà nghe. Bà nghe cho thuộc để chi? Để cho nó cái loài của hồn đừng có gạt bà được thì thôi. Nếu bà tạo công đức nhiều không cần cái này. Nhưng mà biết đâu thôi mình thủ chắc ăn đi, mình hiểu đường về Phật giới đi, để rồi nó không bị sai. Thấy không? Thì yểm trợ cho tốt. 80 tuổi rồi đâu làm gì ra có tiền, thì con cháu cho tiền. Thay vì mình đi coi hát, đi này kia đó, không. Bây giờ tôi mua sách, tôi tặng, mua máy tôi tặng. Phải làm sao tạo công đức thì vậy. Nhưng mà nên nhớ là cái đường về Phật giới phải cho thông. Bây giờ cái đường về Phật giới người ta đã phát lên mạng rồi thu xuống. Còn không ấy là gửi thơ đến chùa Tân Diệu xin. Thì chùa ban quản trị sẽ gửi cho, tặng, gửi đi tới nhà luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Có vị họ am hiểu kinh điển rất nhiều và có từng đọc sách Thiền Tông và thi nghe thầy giải đáp nâng cao và đi sâu và đi vào chiều sâu của Thiền Tông. Họ thấy khác so với 10 quyển sách ban đầu thầy viết và họ có nói là thầy đang giải loạn pháp. Vậy thì như thế nào ạ? Này không phải giải loạn pháp mà giải nâng pháp. Nên con nhớ này nè. Thí dụ hồi con mới vô học qua lớp 1, con viết chữ sao? Phải gò cho kỹ nó mới ngay hàng. Giờ rồi lên lớp 5 rồi sao? Rồi bây giờ lên học tiến sĩ rồi sao? Cũng ngầu gò đó hả? Có nghĩa là ta nói bằng nâng cấp, từ từ ta nói ra. Ngày xưa ông Phật giải năm pháp môn kia mà tới cái pháp môn thì Tông không dám nói luôn. Vừa nói ra bị chửi liền. Thì giờ Thiền Tông, chùa Thiền Tông có gan cỡ nào? Mới vô quyển đầu mà xuất bản cái quyển số 10 coi, xin lỗi chết liền. Chính quyển ta dẫn tới mà lên quyển số 10 còn bị phản ứng rồi. Ở khủng khiếp chứ không phải đâu. Mà tôi cố gắng mà tôi lừa mà nghịch giáo hội nó cho tôi công bố này rồi. Chính vừa công bố là bữa trước bữa sau xin thu hồi được, mất thu hồi được hoàn toàn. Làm sao thu hồi, ngày Chủ nhật sao thu hồi được? Tại 8 giờ công bố ra, 7 giờ rưỡi yêu cầu thu hồi cái quyển cái giấy phép này lại. Tôi ngu tôi đưa mà ký rồi thôi, phải 5 phút sau là tôi đã nói chuyện rồi đó. Vậy đó mà còn không qua nổi. Bây giờ bởi giờ đã thuần thục rồi đó mà cái công bố gì ký ra nó còn bị sốc vậy. Thì cái giảng pháp này ban đầu không thể ra, không phải nói được, không thể nói bằng đi vô chiều sâu được. Giống như mấy đứa học trò mới vô lớp là mới họ lớp 1 rồi dạy phân số dạy số học sao nó biết, thấy không? Thì phải lên tới đừng cái lớp mấy rồi mới dạy phân số cho nó, rồi mới dạy lập trình, mà rồi muốn dạy nó cách viết văn, hành văn gì tùm lum. Chứ mới vô mà biểu nó làm này sao được?
Thì Thiền Tông ra đời cũng vậy, quyển số 1 khác thì từ từ nâng cấp lên qua số 9 khác. Bởi vì tại sao cái số 8 là phải mấy ông tổ phải nói trước này ra chi, để chi, để cho nó hiểm trợ cái số 10 này nè. Số 9 là nói về căn bản gì, cuộc sống của ông Thích Ca thôi, quy luật nhân quả luân hồi thôi. Cái số 10 thì người ta mới bắt đầu phải nói về tam giới. Số 10 căn bản là nói về tam giới và cái tổ chức của cái Thiền Tông này. Số 10 mới nói là ngũ thú tập cương. Nói vậy nó mới sống nổi chứ còn nếu mà ban đầu mà mình nói cái kia chắc nó đóng cửa số. Rồi con hỏi tiếp. Có nhiều vị Phật gia, thiền gia chia sẻ những thước phim về kinh vật lý, mong là để giúp cho nhiều người hiểu về Thiền Tông. Vậy những Phật gia, thiền gia này tạo công đức như vậy thì có được hay không? Hoàn toàn sai. Tạo công đức đi thẳng vô. Bây giờ Thiền Tông ta đã nói là mình cứ đi thẳng vô sao giúp người ta thôi. Còn bây giờ mình nói về cái phim vật lý, mình vô tình mình quảng bá cái này rồi sau cùng người ta hiểu sai. Khi mà hiểu cái phim vật lý nó đưa qua Thiền Tông nó khó, không vô được. Thành ra khó, thành ra mình làm nó vô ích. Cái phim vật lý là để cho cái người không phải tu Thiền Tông là thì được, thì người ta đi theo cái quy luật nhân quả của người ta. Còn mình đừng có đem cái đi tiền mà nấu cơm nấu nước. Không phải vậy. Cái gì phải sử dụng đúng thời đúng lúc và đúng địa chỉ, đúng rồi. Thấy không? Thiền Tông anh Duy Nút chỉ có nói về Thiền Tông thôi. Anh có cố gắng làm sao tạo công đức nhiều về, bởi vì cuộc sống mình không bao nhiêu đâu. Bây giờ thí dụ 60 tuổi thì tôi cho 80, 8 mấy cũng hai mấy năm rồi, mà anh có thử làm kịp không? Thời buổi này đâu phải mình muốn nói chết đâu. Đi ra đường 5 phút sau mình lơ đãng chứ nó đâm mình, xe đâm mình cũng chết rồi. Thấy không? Mình được. Mình phải tính đi, phải tính từ ly từ tí đi. Thấy không? Tạo công đức giá nào phải tạo. Bị cái phước đức mình giờ không xài nữa thì giờ phải tạo công đức, làm gì còn ngồi đó mà đi làm tầm bậy bạ rồi nó lạc xuống cái ác đức luôn, vô tình nó tạo thành cái ác đức luôn. Chứ đừng có tưởng nó sai một cái, sai một ly, đi một dặm coi chừng cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Người học pháp môn Thiền Tông sống độc thân, không vợ, không chồng, có phải dễ dàng trở về Phật giới hơn người có gia đình hay không ạ? Đó tầm bậy. Cái nghiệp của anh đó, nghiệp của anh đó. Anh đi vô đây có mình, không nhớ không ai cặp bộ trên sống mình. Nó còn khổ hơn đó, nói thiệt. Cái người mà vô đây mà theo quy luật vật lý âm dương mà thiếu cái vật lý âm dương thì anh khó tánh lắm. Tất cả những người thiếu cái quy luật này khó tánh lắm, khó tạo công đức luôn. Nó thiệt anh đó. Chứ đừng có tưởng đâu. Thế giới vật lý mà thế giới này gọi là ăn mà anh hô tôi không ăn thì làm sao? Thế giới này là thế giới nhân quả mà anh không chịu cái nhân quả làm sao anh sống nổi? Anh được có sai chỗ đó. Có nghĩa là anh vô đây anh không có rủ ai đi theo hết. Thì giờ anh ở mình, có vậy thôi. Thì một mình rồi thì anh mới cao có, thế giới nó sanh nó làm cho anh khó chịu. Thành ra cao có, bởi vì anh để ý là tất cả những người nào mà không có quan hệ âm dương thì người đó khó tánh lắm, tôi nói thiệt. Nó thiếu cái quy luật này mà. Rồi hỏi tiếp đi. Cũng đã hết câu hỏi và cũng hết giờ thời gian giải đáp, xin ngưng buổi giải đáp chiều ngày hôm nay tại đây ạ. À.